Đọc thầm chị. Phí Độ đã lên lầu, lạch tạch một tiếng, hình như vừa khóa trái cửa. Lạc Văn Chu thở dài không tiếng động, mạnh mẽ kéo lực chú ý về điện thoại, hỏi Đào Nhiên, cậu nói có người phóng hỏa đốt nhà họ Đồng, nhà họ Đồng rốt cuộc có cái gì đáng đốt? Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn tàn dư căn phòng cháy sạch của Đồng Hiểu Tình, nói một cách nghiêm túc, tình huống không coi là quá nghiêm trọng, nơi châm lửa là phòng khách, cháy hơn phân nửa đồ đạc, vách tường cháy khét, rìa tivi bị hóa trắng một chút, nhưng toàn bộ tủ xung quanh tivi đều khỏe, những vật xung quanh trong ngăn tủ như giấy tờ, nhà đất và sổ tiết kiệm cũng bình yên vô sự. Trước đó, chúng ta đã tra xét nhà họ Đồng 3 lượt, bao gồm cả trang web của cha con họ Đồng đã xem qua, hòm thư từng đăng nhập và công cụ xã giao, cũng lục soát căn phòng, như vậy mà còn để lọt, hoặc là vật kia thực sự không có gì bắt mắt. Lạc Văn Chu ngắt lời anh, không được, phạm vi này quá lớn. Hoặc là lúc ấy vật kia căn bản không ở nhà họ Đồng. Đào Nhiên cũng không tức giận vì bị ngắt lời, không chút hoang mang bổ sung lời kế, một tẹo sau lại hỏi, bên cậu có phải có việc gấp cần xử lý không? Lạc Văn Chu nhất thời nghẹn lời. Đào Nhiên vô cùng thấu hiểu nói, thế cúp máy đi, bên này tôi xử lý xong rồi về báo cáo cho cậu. Đợi đã Đào Nhiên, Lạc Văn Chu nhanh chóng nói, chuyện lần này trình độ phức tạp có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta, thời điểm làm việc bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, từ giờ trở đi người tham gia vụ án này nhất quyết không được phép hành động một mình. Đào Nhiên hợp tác nhiều năm với hắn, nghe ra sự gấp gáp của hắn, dứt khoát đồng ý một tiếng, hiểu rồi, lập tức cúp điện thoại. Đội phó Đào, Tiêu Hải Dương đỏ mắt đi tới, là giấy, em cho rằng mục tiêu của phạm nhân có lẽ chính là đám giấy hắn dùng để chân mồi trên đồ sofa. Đào Nhiên hỏi, lý do? Căn hộ kiểu này cháy, hàng xóm sẽ báo cháy rất nhanh, trừ phi xác định thứ mình muốn hủy đã cháy rồi, nếu không rất có thể để lại dấu vết không thiêu đốt hoàn toàn. Tốc độ nói của Tiêu Hải Dương lại không tự chủ được mà nhanh lên. Mặt khác, trình độ giáo dục của Đồng Càn không cao, em từng tới nhà ông ấy vài lần, phòng khách ngoại trừ mấy tờ giấy quảng cáo chẳng biết ai nhét vào, cũng không có sách vở khác, những thứ cần viết vời đều ở trong thư phòng của Đồng Hiểu Tình. Tên phóng hỏa trong camera sau khi tiến vào nhà họ Đồng, ở lại ước chừng 10 phút, đốt lửa không cần thời gian lâu như vậy, nhất định là hắn đang lục soát thứ gì đó. Lục soát xong thì đốt, khi xác định nó cháy gần hết, vứt lên sofa, đốt toàn bộ căn hộ. Đào Nhiên chau mày, em không cảm thấy kỳ lạ sao, nếu người này có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào nhà Đồng Hiểu Tình, muốn cái gì trực tiếp lấy đi không được sao, tại sao phải đốt nhà của Đồng Hiểu Tình, gây động tĩnh lớn như vậy, còn để lại hình ảnh. Đây là cô yếu kẻ cảnh sát, kéo cảnh sát tới điều tra vụ phóng hỏa. Tiêu Hải Dương sửng sốt, á khẩu không trả lời được. Hải Dương, cảm giác của anh với việc này chính là trong mắt đối phương, thứ đồ trong tay Đồng Hiểu Tình cũng không phải bí mật lợi hại gì. Hắn cố làm ra vẻ đốt, chính là để khiêu khích chúng ta. Đào Nhiên nói, chỉ di động của cậu, em đi tra xem, gửi tin nhắn cho em rốt cuộc là Đồng Hiểu Tình hay là có người làm giả số điện thoại của cô ta. Đồng Hiểu Tình nhấc tay. Tiêu Hải Dương nhấc tay nắm lấy di động, chân lại không động. Đội phó Đào, Đồng Hiểu Tình chết thật rồi sao? Lang Kiều đã gửi ảnh chụp hiện trường cho Đào Nhiên, bản thân Đồng Hiểu Tình cũng đã tới tay pháp y. Đào Nhiên thở dài, vỗ vỗ bả vai Tiêu Hải Dương. Em nói chuyện với cô ấy rất nhiều, cũng từng đánh giá cô ấy với tư cách cá nhân. Cô ấy tuyệt đối không phải loại người sẽ cầm dao hại người, cho dù có cảm xúc tiêu cực cũng là nhằm vào những kẻ chỉ trỏ cha của cô ấy, nhưng chưa từng oán giận gia quyến người bị hại trong tai nạn xe. Tiêu Hải Dương nói, cô ấy đâm người ta, tiếp đó lập tức bị kẻ xấu tông chết diệt khẩu, nhà ở cùng cũng bị đốt, sau lưng nhất định có người thao túng. Đào Nhiên chậm rãi rút di động khỏi tay của Tiêu Hải Dương, thấy trang mà Tiêu Hải Dương xem dừng lại ở một trang báo mạng. Việc anh em Chu Hoài Cần gặp chuyện ở cửa bệnh viện đã lại bại lộ. Đưa tin chỉ ngắn ngủi vài dòng, đơn giản nêu tên người chết và thân phận của hung thủ, người vây xem lại phát huy sức tưởng tượng, tự thêm cho câu chuyện ly kỳ này nhiều tiền căn hậu quả họ cho là hợp lý. Tiếng của Tiêu Hải Dương có hơi run, cô ấy không phải như những gì họ nói, thật đó. Sư phụ anh khi còn sống từng hỏi anh một câu, Đào Nhiên đưa trả di động cho Tiêu Hải Dương. Ông ấy hỏi anh, con có tin lưới trời lồng lộng, tất có báo ứng không? Tiêu Hải Dương lặng lặng nhìn anh. Anh nói đương nhiên không thể tin, đó chẳng phải là mê tín phong kiến sao? Hơn nữa, ngạn ngữ luôn tự mâu thuẫn, lúc thì nói lưới trời lồng lộng, tất có báo ứng, lúc lại nói người tốt không sống lâu, tai họa còn ngàn năm, cũng không biết nên nghe ai. Đào Nhiên cười một chút, sư phụ anh nói,
con phải tin là vì con là cảnh sát, khi truy lùng hung thủ, con chính là lưới trời. Lời này trở thành phong kiến mê tín, chính vì mấy đứa vô dụng, vì mấy đứa cha không ra chân tướng, rửa không sạch nội oan. Nói không bằng làm, cùng lỗ lực đi đồng chí nhỏ. Đầu tiên đi điều tra từ tin nhắn, có ý tưởng gì cứ chia sẻ thảo luận với mọi người, đừng mãi để tâm vào chuyện vụn vặt, nhanh đi đi. Tiêu Hải Dương hấp hé miệng, đẩy kính mắt một chút, tức tốc thỉnh cầu viện trợ kỹ thuật. Đào Nhiên nhìn hiện trường hỏa hoạn hỗn loạn chung quanh, thở dài không biết có phải do vừa nhắc tới Dương Chính Phong với kính cận không. Anh theo bản năng tìm điện thoại, do dự một chút, mở linh độ diệt độc ra. Đề mục gợi ý đọc kỳ mới nhất đập vào mắt anh. Tôi chưa từng thấy ngày nào tăm tối lại rực rỡ như hôm nay. Trích Macbeth, đóng góp người ngâm tụng. FM 88.6 là di ngôn cuối cùng của Dương Chính Phong. Chỉ có Đào Nhiên dưới tình huống bối rối cực độ nghe thấy được. Khi đó anh còn không ghi vào báo cáo công tác, ngoại trừ ký ức hỗn loạn của anh, không có bất cứ bằng chứng nào. Sau khi Lạc Văn Chu đưa ra điểm đáng ngờ về đường hầm, cảnh sát cũng tiến hành điều tra cho có lệ với di ngôn này, tra xét cận kẽ người phụ trách và nhân viên công tác có liên quan, nhưng không thu hoạch được gì, bất luận từ phương diện nào, đây cũng chỉ coi là chuyên mục đọc sách nhàm chán ít người nghe. Lúc ấy tổ điều tra cho ra kết luận, máy phát thanh cho người già mà Dương Chính Phong mang theo trên người rơi từ trong túi ông ấy ra, vừa hay rơi vào đúng kênh này. Có thể là Đào Nhiên trong lúc vô ý nghe thấy tiếng báo tần số trong radio, dưới tình huống như thế bị lẫn lộn nhận thức. Đào Nhiên chưa từ bỏ ý định, một mình lần theo tiết mục này 2 tháng, ngoại trừ một lần coi trùng tu phát triển việc đọc ngoại khóa trường trung học thì không thu hoạch được gì. Ngay cả chính bản thân anh cũng tiếp nhận cách nói lẫn lộn nhận thức. Nếu không nhờ anh đã tập thành thói quen nghe sách, cũng không phát hiện ra ai đi người ngâm tụng trong tiết mục giải trí nhàm chán này. Trước kia, người ngâm tụng một năm không nhất định sẽ xuất hiện một lần. Đào Nhiên vẫn hoài nghi mình nghi ngờ lung tung, chưa chắc là sách người ta chọn có vấn đề. Nhưng mà nửa năm qua liên tiếp xảy ra 3 vụ án, đều ẩn ẩn được chiếu rọi bởi một tiết mục sách không liên quan gì. Nếu như là trùng hợp, cũng không khỏi trùng hợp quá mức. Hỏa hoạn qua đi, trong phòng khách cháy khét, Đào Nhiên nhìn chằm chằm tiêu đề kia ước chừng 1 phút đồng hồ, nhẹ nhàng dùng mình một cái. Bên kia, Lạc Văn Chu tâm sự nặng nề cúp điện thoại, một mình đi vài vòng trong phòng khách, hắn quyết định lên tầng tìm Phí Độ. Lúc đi đến cầu thang, hắn vô tình cúi đầu, nhìn thấy lối xuống tầng hầm. Lạc Văn Chu bỗng nhiên dừng bước, không biết sao lại nghĩ tới trên đường tới bệnh viện Hằng Ái, Phí Độ từng miêu tả về tầng hầm nhà cậu. Bước chân chuẩn bị đi lên tầng của Lạc Văn Chu ma xui quỷ khiến chuyển hướng, đi xuống dưới. Cầu thang đi xuống tầng hầm có một góc ngoặt khiến ánh sáng phía trên không chiếu xuống dưới được, khung cảnh càng mơ hồ tối hơn. Cuối cầu thang có một cánh cửa phòng trộm trông khá nặng nề, bên trong có khóa mật mã. Lạc Văn Chu cùng cái ổ khóa mật mã mắt to chừng mắt nhỏ một lát, lấy điện thoại ra gọi cho Phí Độ, vang chuông 2 tiếng thì ngắt. Chủ nhân lên tầng, hiển nhiên không muốn nói chuyện với hắn tẹo nào. Lạc Văn Chu quan sát bàn phím nhập mật mã, phát hiện bên trên còn có một dụng cụ cảnh báo. Nói cách khác, khi có người muốn phá cửa vào hoặc nhập sai mật mã, toàn bộ biệt thự sẽ vang lên tiếng cảnh báo thảm thiết. Không chừng có thể để tiếng cảnh báo chấn động em chim cu ở trên tầng xuống đây, dù sao cũng văn minh hơn là mình tông cửa xông vào. Lạc Văn Chu thầm nảy ra trong lòng cái ý định hư hỏng đó. Vết thương trên lưng hắn tuy không có gì đáng ngại, nhưng cũng khá đau. Hôm nay cũng không muốn tập thể dục bằng cách phá cửa. Vì thế hắn vươn cái móng vuốt hèn mọn của mình, bấm bừa 6 chữ số vào khóa mật mã, sau đó tức tốc bịt lỗ tai. Nhưng mà chờ giây lát, tiếng chuông cảnh báo không hề vang lên như dự đoán. Đèn báo hiệu trên cửa phòng trộm chỉ nháy sáng 2 cái, lạch cạch 1 tiếng, tự động mở ra. Lạc Văn Chu ngượng ngùng bỏ tay bịt tai xuống, không thể tin được mà nhìn chằm chằm cánh cửa phòng trộm trước mặt. Giờ mới nhận ra, vừa nãy mình nhập chính là ngày mẹ Phí Độ bất ngờ tử vong. Lạc Văn Chu tuyệt đối không ngờ mình lại chó ngáp phải ruồi, đánh bậy đánh mạ mà cũng mở được mật mã, nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu. Hắn chần chừ nhìn phía trên tầng, lại gọi điện thoại cho Phí Độ, lần này dứt khoát tắt máy ngay từ đầu. Vậy thì đừng trách anh. Lạc Văn Chu thì thầm một tiếng, mọi sự im lặng với anh đây đều là ngầm đồng ý. Hắn hùng hồn hợp lý nhấc chân đi vào cái góc thần bí nhất của ngôi nhà, hứng chịu hơi ẩm lạnh lẽo, bật đèn, lập tức ngây người. Tầng hầm không có bàn sách vở mà Phí Độ từng nói, vô cùng trống trải, mặt đất, vách tường, tủ chứa, trần nhà, toàn bộ một mảnh trống rỗng. Chính giữa có một thiết bị chiếu khá xa hoa, toàn bộ một màn ảnh lớn như một rạp chiếu phim nhỏ.
Chỗ đối diện màn hình là một cái ghế nằm. Trên chiếc ghế có những băng chói. Bên cạnh có một máy tính, một đống thiết bị phức tạp không biết dùng làm gì. Còn có một cái tủ lạnh mini. Lòng bàn tay Lạc Văn Chu tự dưng toát ra mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng đẩy ra cái tủ lạnh kia. Bên trong có mấy lọ thuốc nhỏ, nhãn dán đều không biết là tiếng nước nào, xem không hiểu. Mà không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy hình như mình ngửi thấy mùi máu tươi. Phí Độ đã trải qua những gì tại đây? Nhịp tim của Lạc Văn Chu nháy mắt tăng vọt tới 150, chỉ trong chốc lát, đầu óc hắn trống rỗng, gần như đứng bất động tại chỗ. Một vạn con ong vo ve bên tai hắn. Một lúc sau, hắn khẽ cắn đầu lưỡi của mình, dùng sức lắc đầu, nhìn xung quanh bốn phía, nghĩ thầm, không đúng, không nên, nơi này không có hung khí thuận tay. Với thân thể uể oải của Phí Đậu, cậu mà muốn làm gì thật, dùng tay là không thể nào. Lạc Văn Chu cố gắng chấn định, nhìn kỹ cái ghế nằm có băng chói, trái tim sắp vọt khỏi cổ họng, bụp một cái trở về lồng ngực hắn. Lạc Văn Chu nhẹ nhàng thở ra, hắn phát hiện mình hơi hoang mang quá, băng chói trên ghế nằm kia cũng dạng như đai an toàn, có thể tự mình cởi ra, dùng nó làm chuyện giết người phân thây, chỉ e không dễ dùng như vậy. Hắn vươn tay sờ soạn một phen ghế nằm bằng da, chụp từng cái dụng cụ chẳng biết dùng sao với cả đám thuốc kia nữa, lặng lẽ gửi cho Lăng Kiều, bảo cô đi tra xem rốt cuộc là cái gì. Trên lưng ghế treo một cái headphone, Lạc Văn Chu cầm lên đặt vào tai, mở ra thiết bị nghe nhìn trước mặt. Đầu tiên là nhạc khúc dịu nhẹ của Yuri Miat, theo tai nghe có chất lượng âm thanh cực tốt tiến vào lỗ tai. Cho tới bây giờ, Lạc Văn Chu không hề nhận ra bài hát này lại dễ nghe như vậy. Đang cảm khái thiết bị điện tử đất sắt ra miếng, một tiếng thét chói tai điên loạn đột nhiên xen vào âm nhạc không có chút báo trước. May là Lạc Văn Chu tố chất tâm lý tốt, không đến mức giật bắn mình lên. Lúc này, màn hình máy chiếu đột nhiên sáng lên, hắn lập tức ngẩng đầu. Phía trên đang phát một đoạn phim giết người trực tiếp là do một tên sát nhân biến thoái nước ngoài tung lên mạng từ mấy năm trước. Hung thủ đã bị xử tử đi gặp Thượng Đế bên Tây rồi. Đoạn phim cũng bị chính phủ xóa sạch, có điều trên mạng núi ngầm thì vẫn còn. Người bị hại trong đoạn phim phát ra tiếng kêu thảm thiết như một con thú, tiếng thét hòa với tiếng hát giao hòa trong tai nghe có âm thanh chất lử, giống hai cái roi quất vào linh hồn. Lạc Văn Chu không nhịn được nữa kéo tai nghe ra tua nhanh về sau. Tiếp sau là đoạn phim chém đầu, đoạn phim xử bắn, đoạn phim thành viên tổ chức cực đoan ngược đãi tù binh và con tin, những tấm hình máu me be bét. Di động để ở chế độ rung của Lạc Văn Chu đột ngột rừ một tiếng. Hắn giật mình, suýt nữa rớt điện thoại xuống đất, tiếp điện thoại nghe cũng không ổn. Alo, sếp, anh đang ở đâu đấy? Được phép nói chuyện không? Lăng Kiều hạ giọng hỏi, anh sẽ không xông vào một trung tâm trị liệu phản vệ trái phép đấy chứ? Lạc Văn Chu nhíu mày. Trung tâm trị liệu phản vệ cái gì? Anh gửi em tìm người xem rồi, Lăng Kiều nói, là thiết bị giật điện, mấy thứ thuốc kia để thuốc nôn, thuốc an thần, còn có những thứ khác. Những câu cô nói sau đó, Lạc Văn Chu không còn nghe nữa, chứng sợ máu đến mức nôn tới ngất đi của Phí Độ, cánh tay run rẩy không ngừng mới đây. Ca khúc lặp đi lặp lại, hình như đều có lời giải thích. Alo, alo. Lăng Kiều không nghe thấy tiếng đáp từ đầu dây bên kia thì hoảng cả lên. Sếp ơi, anh có còn đấy không? Anh ới một tiếng đi, anh im thế em sợ lắm. Ừ, Lạc Văn Chu đáp như mất hồn, không sao. Nói xong, hắn không nghe Lăng Kiều hoảng hốt xéo gọi nữa mà bình thản cúp máy. Trong tầm hầm thông gió tỏa ra mùi ẩm mốc, giữa khung cảnh ảm đạm mơ hồ thoang thoảng mùi máu tươi. Trên chiếc headphone vương một sợi tóc rất dài, Lạc Văn Chu cẩn thận gỡ nó xuống, ngón tay lướt qua ghế nằm lạnh ngắt. Trên những dải băng chói có dấu vết mài mòn rõ rệt. Đây là một hiện trường thực hiện liệu pháp ác cảm điển hình. Khi máy chiếu phát hình ảnh, sự kích thích cực mạnh của điện giật và các loại thuốc sẽ cưỡng bức người tự chói mình trên ghế nằm thành lập phản xạ có điều kiện, khiến cho người ấy liên kết sự đau đớn khắc vào xương tủy với những hình ảnh mà mình đang thấy, thúc đẩy sự khó chịu về mặt sinh lý để đạt tới mục đích uốn nắn hành vi hoặc một suy nghĩ nào đó. Cơ thể người tựa như một dụng cụ tinh vi, thấy đồ ăn ngon sẽ thèm, thấy người đẹp sẽ bị hấp dẫn, bị đánh thì biết đau, đau lòng sẽ rơi nước mắt. Mỗi một loại cảm thụ đều đối ứng với cảm giác mà giác quan truyền tới, mà liệu pháp ác cảm đơn giản thô bạo giống như mạnh tay rút bật sợi dây mà giống như mạnh tay rút bật sợi dây đã nối yên ổn trong cơ thể rồi cưỡng chế cắm vào một đầu mối khác, sau đó còn dùng bàn ủi là phẳng để gia cố thêm. Nhưng mà một con người thân thể máu thịt làm sao trở thành một bảng điện có thể tùy tiện chuyển đầu dây nối cho được đây? Rút loạn cắm bừa trên bảng điện còn gây ra đoạn mạch,
huống hồ là thân thể con người. Khóe mắt Lạc Văn Chu giật giật, hắn nhớ tới những hình xăm thay đổi thường xuyên trên người Phí Độ, chúng đều để che phủ dấu vết sao? Cậu vẫn thường tới đây để nạp điện cho chính mình sao? Cậu không sợ sẽ bất cẩn gây ra tổn thương không thể nghịch chuyển với chính bản thân mình? Cậu thậm chí còn có thể giết chết chính mình, thi thể cậu sẽ thối rữa trong tầm hầm không thấy ánh sáng, mấy tháng trời cũng không ai hay biết. Một thiếu gia chân chính biết ăn biết mặc, muốn từ chiếc kính mắt cũng phải thật tinh tế xa hoa như cậu, không sợ bản thân biến thành một đống thịt nát phơi giữa ban ngày cùng với giỏi bọ ư? À đúng rồi, có khi Phí Độ thực sự không sợ đấy. Cậu không hề kính sợ sinh tử, không hề yêu quý bản thân, không hề kiêng nể bất cứ điều gì, bởi vì dường như không hề có tâm tới. Cho dù một ngày nào đó lặng lẽ chết đi ở đây, có lẽ cậu cũng sẽ vô cùng thản nhiên. Cậu không để ý việc mình ở cùng ai, không quan tâm việc mình lên giường với ai, cả người chính là hai chữ tùy tiện viết hoa thật to. Thế nhưng, cũng chính cậu thà rằng cô độc trói mình lên ghế điện, chơi đùa với sinh mạng, cũng không chịu hé lộ ra với ai một chút thật lòng. Lạc Văn Chu bị không khí lạnh lẽo trong tầng hầm vây quanh, nỗi khiếp sợ và tâm tình phức tạp ban đầu qua đi, trong lòng lại bị lửa giận sôi trào thiêu đốt đến choáng váng. Hắn chỉ hận không thể xông thẳng lên tầng, đạp cửa phòng Phí Độ, lôi cậu đến trước bồn rửa tay dúi đầu xuống nước lạnh dạy dỗ một trận. Tên nhóc con mất nét này hết lần này đến lần khác không để ý tới cảnh cáo của người khác, giả vờ giả vị thực lòng thực dạ lượn qua lượn lại trước mặt người ta, đến mức người ta sắp sửa tưởng là thật, sắp sửa đặt cậu trong lòng. Mà cậu thì ra chỉ là đùa vui trong một chút, rồi sẽ lại chui vào thành trì tường đồng vách sắt không cửa sổ không lối ra của riêng mình. Lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, cậu cứ thích phá hủy chính mình, thích phá hủy tâm ý của người khác như thế đó. Lạc Văn Chu xoay người rời khỏi tầng hầm, ba bước phóng thành hai xông lên tầng. Phí Độ không ở trong căn phòng của cậu thời niên thiếu, mà chiếm dụng căn phòng mẹ mình tự sát. Trong phòng không một tiếng động, cậu trốn trong đó chẳng biết làm gì. Lạc Văn Chu lấy lại bình tĩnh, vươn tay gõ cửa. Ánh mắt Phí Độ khẽ động, trong đôi đồng tử trong suốt như thủy tinh đột nhiên bừng lên một chút sức sống, lẳng lặng nhìn ra hướng cửa. Lạc Văn Chu nói, Phí Độ, mở cửa ra, tôi có vài câu muốn nói với em. Phí Độ vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa không động đậy, không biết nhớ tới cái gì. Khóe miệng của cậu tự nhiên nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười có như không, như là đang xem phim mà không biết trong lòng đang chờ mong tình tiết gì sắp tới vậy. Lạc Văn Chu dừng lại một chút, hạ giọng thật trầm phát ra tối hậu thư. Đóng cửa nhốt tôi ở ngoài phải không? Phí Độ, tôi cho em nửa phút, nếu còn không mở cửa thì tôi sẽ không bao giờ gõ cánh cửa của em nữa. Trong phòng ngủ có một chiếc xích đu đan mây đặt trên cửa sổ, đặt bên cửa sổ, từ đó có thể quan sát vườn hoa nhà mình. Thế nhưng, bây giờ liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy một sân đá trơ trọi, thực sự chẳng có gì đẹp cả. Phí Độ duỗi chân lười biếng ngồi trong ghế mây, chiếc ghế như tổ chim đong đưa theo từng động tác của cậu. Theo mấy câu này, cậu rũ mắt không thèm để ý rồi quay ra ngoài cửa sổ. Thế thì anh đừng gõ, cậu hờ hững nghĩ, đi đi. Kim dây trên đồng hồ treo tường không dừng không nghỉ, Lạc Văn Chu đã nói là làm. Đợi cậu nửa phút, không kém một giây, sau đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân điềm nhiên, tiếng bước chân gõ đều đều trên cầu thang, dần dần đi xa rồi dần dần không còn nghe thấy nữa. Phí Độ im lặng một lát, xoay tay lại mở màn hình nhỏ trên đầu giường phòng ngủ, màn hình nối với camera ngoài cổng lớn, quả nhiên thấy Lạc Văn Chu mở cổng rời khỏi cái nhà ma này, lái xe đi. Phí Độ nhìn đăm đăm phương hướng chiếc xe dứt khoát lao đi, tầm nhìn bị giới hạn bởi màn ảnh, mau chóng không thấy gì nữa. Cậu thấy trong lòng bỗng dừng dưng như cũ, chỉ tựa như lái xe trên đường vấp vào hòn đá nhỏ, lại thoát lên một cái như nhìn thấy thi thể của Chu Hoài Tín mà thôi. Thế nhưng, lúc này có lẽ vấp phải một cục gạch, biên độ nghiêng ngả của chiếc xe hơi bị lớn. Phí Độ nghĩ bụng, tiếc quá, đến cục thành phố lại phải nhìn mặt lạnh của người ta rồi. Có điều cũng không sao, dù gì cậu cũng chẳng ở cục thành phố bao lâu nữa, tính năng của chiếc xe đâm vào gạch đá khá là ngon nghẻ. Sau khi ẩm một cái thì lại bon bon về phía trước, chẳng chút trở ngại như thường. Phí Độ lặng lẽ nhắm mắt lại, có thể vì triệu chứng hạ huyết áp và mất nước tạo thành do nôn mửa vì sợ máu còn chưa giảm bớt, nên người vẫn còn bải hoài, vốn định đuổi Lạc Văn Chu đi rồi xuống tầng hầm một chút, thế nhưng mệt đến nỗi không muốn động đậy, thế là dứt khoát nhắm mắt thiếp đi. Trong cơn mơ màng, không rõ là ký ức tràn về hay chìm vào giấc mộng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ ấy, Phí Độ nhớ lại những chuyện từ hồi thiếu niên. Khi ấy cậu cực kỳ không muốn ở chung với người ngoài, sau khi sa thải hết người làm mà bản thân chẳng biết làm gì cả, đành phải thường xuyên chạy tới chỗ Đào Nhiên ăn chùa.
Hôm đó, cậu theo lệ thường đến đồn cảnh sát chờ Đào Nhiên tan làm. Khi đi ngang qua một khu nhà thì gặp ngay một vụ xô xát giữa người quản lý nhà đất với chủ sở hữu nhà trong đó. Họ cãi nhau ầm ĩ, suýt nữa thì lao vào ẩu đả, cảnh sát phải chạy tới hòa giải. Cảnh sát chính là Lạc Văn Chu và Đào Nhiên. Phía Độ đứng từ xa nhìn hai người họ, thấy Lạc Văn Chu dáng như người mẫu đứng giữa một đám ông bà già cả đại diện chủ hộ và người quản lý nhà đất, mồm năng miệng mười, chẳng khác nào diễn viên thần tượng đi lạc vào đoàn phim hài từ chẳng khác nào diễn viên thần tượng đi lạc vào đoàn phim hài chuyện từ nhà ra phố, vô cùng ngốc nghếch, vô cùng không phù hợp. Hai chàng cảnh sát trẻ trung tận tình khuyên bảo để hòa giải mâu thuẫn trong khu nhà. Vừa xong việc này lại tới việc khác, bị người hai phe đẩy tới đẩy lui. Lạc Văn Chu ban đầu còn ngại vì thân phận mà nhịn 5 phút đồng hồ, nhịn mãi, giận tím cả mặt. Thế là hóa thân thành phe thứ ba lao vào vòng chiến ngay tại trận, lấy một chiến hai, thấy địch là diệt, Đào Nhiên ở đằng sau thấy vãi cả mồ hôi. Khi sức chiến đấu của đại lưu manh quá trâu bò, hai bên đang cấu xé nhau không thể không tạm thời đình chiến để đoàn kết đối ngoại. Thế là Lạc Văn Chu bất ngờ thu được kết quả hóa giải mâu thuẫn nội bộ trong dân. Đến tận lúc bị Đào Nhiên kéo cổ lôi đi, Lạc Văn Chu vẫn còn quay đầu lại gào lên với người ta. Giỏi thì khiếu nại đi, có ngon đừng trốn. Ai không dám khiếu nại thì làm con cháu ông. Số chứng minh cảnh sát của ông đây là... Bị Đào Nhiên mặt nhăn mày nhíu bịt miệng, Lạc gia không nói được gì đành phải lấy lùi làm tiến, thò tay giơ ngón giữa với quân đoàn ông cụ bà cụ dám cả gan cào hắn. Đi mãi thật xa, Phía Độ vẫn còn nghe thấy hắn nói hào khí ngút trời. Mẹ nó chứ, một tháng chỉ có dăm ba việc vặt, suốt ngày sai ông chạy long quăng, làm cảnh sát cái quần què, bố đây không hầu nữa. Đào Nhiên nói, không được ném chứng minh công tác. Vừa nói xong mấy câu thì thấy bên đường có thằng móc túi đang trông ví của một cô gái trẻ. Lạc Văn Chu hồn nhiên quên luôn việc mình vừa ném chứng minh vào thùng rác, quát một tiếng, đứng lại, rồi hùng hổ đuổi theo như một con chó lớn được huấn luyện đàng hoàng suốt cả con đường. Sau đó tóm được kẻ trộm, cô nàng bị móc túi mời họ đi ăn một bữa xiên nướng, Phí Độ theo ăn chùa. Cậu không biết vì sao mình lại nhớ rõ ràng như vậy, đến trình tự mang đồ lên cũng như diễn ra ngay trước mắt, chắc là vì thức ăn khó nuốt quá rồi. Dưới cái nắng chiều sót lại, người cầm chai bia chém gió la liệt xung quanh, mùi thì là và bột ớt quyện với dầu cống nồng nàn lan tỏa, khói lửa nhân gian bốc mù mịt, đám đông quây quần rút mồ hôi như tắm. Phí Độ vẫn lười giao tiếp như thường, tùy tiện uống một ngụm đồ uống rồi cầm PSP chơi trò chơi. Đúng rồi, cái PSP kia nói là Lạc Văn Chu mua, chẳng trách khi đó anh ấy thi thoảng lại liếc nhìn nó. Lạc Văn Chu phiền chán đưa cho cậu một xiên nấm nướng. Đào Nhiên, nhậu nhẹt là thú tiêu khiển của người lớn, cậu mang nó theo làm gì? Nè, ăn nấm không? Chỉ có nhắc vào lắm chuyện thôi, chả hòa đồng gì cả. Không hòa đồng, Phí Độ bật cười, cậu cũng đâu muốn hòa đồng. Sau khi tạm biệt cô nàng mất ví, đồng chí cảnh sát nhân dân không đáng tin cậy nhất lịch sử Lạc Văn Chu lại lật đật chạy về chỗ cũ, dương mắt lườm cái thùng rác nuốt chứng minh công tác của mình một tí, sau đó bưng cái mặt đen xì mà Phí Độ có thể giải trí cả năm, vận công đủ 3 phút, cuối cùng lấy trong túi ra một thanh sắt mảnh rồi cậy khóa nó. Tiếng lạch cạch dường như vang lên ngay bên tai, Phí Độ hơi tỉnh táo lại. Đúng lúc đó, một cơn gió đột nhiên ùa vào sau gáy cậu, cậu sửng sốt khó quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện ra Lạc Văn Chu đi rồi lại về, trong tay cầm một sợi dây thép mảnh dài. Phí Độ nghĩ, người này leo tường cậy khóa đúng là chuyên nghiệp thật. Lạc Văn Chu bỏ dây thép vào túi, tôi đã nói sẽ không gõ cửa nữa mà, lăn ra đây. Mắt thấy Phí Độ ngây ra đó không đáp, Lạc Văn Chu chẳng nói chẳng rằng xông tới xốc cậu lên. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Phí Độ theo bản năng trả lời, 6:30. Lạc Văn Chu bị đáp án này chặn họng một chút, bèn nâng tay đét vào cái gáy Phí Độ. Ai cần em nói, tự tôi không biết xem đồng hồ chắc. Mấy giờ rồi mà em còn ngồi thiền ở đấy, không ăn cơm à? Phí Độ ngồi lâu quá, chân tê dần, thất tha thất thểu để Lạc Văn Chu lôi xuống. Lại càng thêm giật mình khi thấy trong phòng ăn nhà mình có một đống đồ ăn và nước sốt mì vừa nhìn đã thấy khó làm. Trong nồi nấu mì nho nhỏ còn bốc lên hơi nóng, phòng bếp chỉ để trang trí suốt cả vạn năm lại trở về đúng chức năng của nó. Tầng 1 lạnh lẽo tràn ngập hương thức ăn, không khí trong cả ngôi nhà ma ám đều trở lên xa lạ. Cái siêu thị nát chỗ em rõ nghèo nàn, mua tí thức ăn chạy đến chục cây số. Ở cái chỗ quái quỷ này trừ khoe giàu khoe của ngầu khoe ngầu ra, chỉ có cái gì tốt chứ? Lạc Văn Chu lấy một cái bát ra hỏi cậu, ăn mì cho nước lạnh không? Phí Độ còn chưa gật đầu xong, Lạc Văn Chu đã quyết định hộ cậu luôn rồi. Vừa nôn xong mà nói ăn lạnh nỗi gì, ăn đồ nóng là ổn nhất.
chứ anh còn thò làm gì? Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng muốn ăn, mỗi lần ăn hành sống dở chết dở vì sợ máu và một vài chuyện khác, cậu đều chỉ đến bệnh viện tiêm một cái rồi chịu qua mà thôi. Thế nhưng nhận cái bát từ tay Lạc Văn Chu, chẳng hiểu sao có thể ăn hết luôn rồi. Mì nấu cứng mềm vừa phải, dai dai nhưng không đến mức khó tiêu, nuốt xuống đến bụng vẫn còn ấm áp, tảng đá cứng lạnh trong dạ dày lặng lẽ tiêu tan từ lúc nào. Anh ấy từ từ, em không. Phí Độ buông đũa, đang muốn nói thêm gì nữa thì Lạc Văn Chu đã lẳng lặng cầm bát múc đầy. Ăn xong theo tôi về tăng ca, Lạc Văn Chu nói, cuối tuần này không nghỉ. Lạc Văn Chu nhướng mày, em có ý kiến gì? Phí Độ im lặng nhận bát. Dạ không có. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, 8-9 phần 10 những chuyện không như ý chỉ có hai nguyên nhân cơ bản. Lạc Văn Chu im lặng chờ cậu ăn xong, bỗng nói, một là ăn không no, hai là ngủ không ngon. Phí Độ ngẩn người, uống nước đường, nốc thuốc ngủ không tính. Lạc Văn Chu nhìn cậu đầy thâm ý, không đợi Phí Độ kịp nghĩ kỹ đã nói tiếp. 1-2 phần 10 còn lại thì khá là phức tạp. Đây là chuyện tôi muốn nói với em lúc trước hộp cho cốt của Tô Tiểu Lam, sau này bận quá quên mất. Phí Độ tỏ ý mình vẫn đang lắng nghe, cầm bát đi rửa đi, có hai cái bát danh đừng dùng máy rửa. Lạc Văn Chu nói, nước rửa chén và rẻ rửa bát tôi để kia rồi đấy, đánh sạch dầu mỡ rồi xả nước cho sạch, có biết làm không? Không biết thì từ từ học, Lạc Văn Chu bảo, người nấu cơm thì không rửa bát, đây là nguyên tắc cơ bản. Chẳng biết đời này Phí Độ đã rửa bát bao giờ chưa, cậu do dự một chút rồi vẫn bắt tay vào làm. Lạc Văn Chu cũng không lo cậu làm vỡ bát, nhà lắm tiền mà. Người thiêu thành tro bụi thì thành phần cũng không khác biệt lắm với tro than bình thường, chẳng có gì đáng kính, đáng sợ cả. Vì sao chúng ta phải coi trọng nó? Lạc Văn Chu khoanh tay đứng sau lưng Phí Độ. Vì sao mỗi năm đều phải có ngày Tết đánh đầu? Vì sao mỗi năm đều phải có ngày Tết đánh dấu đầu cuối? Vì sao trước khi lên giường với người khác đều phải trải qua quá trình bày tỏ lôi nhau đi loang quăng? Vì sao muốn ở bên nhau một cách hợp pháp, ngoại trừ giấy chứng nhận còn phải mời người thân và bạn bè đến dự một cái nghi thức vô bổ? Bởi vì sinh tử, thời gian, tan hợp đều được giao phó cho một ý nghĩa riêng. Thứ này nhìn không thấy, sờ không được, cũng không biết có ích lợi gì. Thế nhưng em và tôi khác về một đống hợp chất hóa học chính là nhờ có một chút ý nghĩa ấy. Phí Độ ngây ra, Lạc Văn Chu từ đằng sau cậu vươn tay ra, nắm lấy tay cậu. Chỉ dẫn cậu đem những chiếc bát đã rửa sạch đặt về vị trí của chúng. Nếu còn không hiểu thì sau này tôi sẽ từ từ chỉ cho em. Em mời gọi tôi cũng là một nghi thức. Tôi từng cho em một cơ hội để hối hận. Bây giờ em muốn trả hàng thì đã muộn rồi. Đi thôi, về cục thành phố. Độc thầm. Lâm Kiều cũng không biết là Văn Chu là tình huống gì, lo lắng đề phòng nửa ngày. Tưởng là Captain China Lạc nhà họ lại một mình xâm nhập động bản tơ của con nhện tinh nào, vẫn không dám đi, còn chuẩn bị gọi viện binh cho hắn. Kết quả, tin cầu cứu thì chẳng thấy đâu, chỉ nhận được một tin bịt miệng. Lạc Văn Chu nói, chuyện vừa rồi anh hỏi em phải giữ bí mật nghe lời thì hôm khác sẽ mang thịt kho tàu đến cho em. Dám cả gan tiết lộ, mi chính là nguyên liệu. Lăng Kiều cảm thấy khả năng kiềm chế của mình mà kém đi một chút thôi, chỉ sợ mình sẽ biến thành trưởng công chúa đầu tiên trong lịch sử loài người, vì thịt kho tàu mà giết cha. Lăng Cảnh Hoa vừa oán thầm xếp đại khốn nạn, vừa mệt mỏi chỉnh lý tin tức các mặt của vụ án Chu Tuấn Mộng. Chuyện xảy ra đột ngột ngày hôm nay thực sự khiến người ta hoa cả mắt, cả thành phố đều vui vẻ vây xem phim cuối tuần hào môn dậy sóng. Chỉ có cục thành phố là sóng này chưa qua, sóng khác đã tới, vẫn đang tăng ca. Em đã hẹn với bạn học cuối tuần đi xem phim rồi. Lăng Kiều dựa vào cửa phòng họp, lấy ngón tay chống mi mắt, tránh cho phần mắt xuất hiện nếp nhăn dư thừa. Mặt không biểu cảm mà gào khóc, tại sao lại tăng ca vậy? Phiền chết mà. Lạc Văn Chu lướt nhanh qua đó, thuận miệng hỏi, bạn nam hay bạn nữ? Nữ. Em cả ngày chơi với một đám nữ giới làm gì, cũng đâu phải lét. Lạc Văn Chu không thèm để ý chút nào mà khoát tay, đi xem phim với con gái còn không bằng tăng ca ấy. Ít nhất em ở chỗ này của tụi anh được đãi ngộ cấp công chúa. Nhiêu đi, nước dở người nào lại coi công chúa như con lừa sai khiến. Nước này chắc là vong quốc diệt tộc bị người ta đốt phần mộ tổ tiên quá. Lăng Kiều đảo mắt trắng với cái bóng lưng của Lạc Văn Chu, tiện đà nhìn Phí Độ bên cạnh với ánh mắt kỳ lạ. Ớ, Phí Tộc, sao cậu cũng không về? Phí Độ không hé răng, bởi vì cậu cân nhắc cả quãng đường. Đến bây giờ cũng không nghĩ ra tại sao mình thân là nhân viên ngoài biên chế lại phải chịu mệt nhọc theo họ trở về tăng ca. Vì thế, cậu đành phải cho Lăng Kiều một nụ cười bất đắc dĩ.
Đi vào phòng họp ngồi xuống, cuối cùng Phí Độ cũng mở miệng với Lạc Văn Chu. Hình như em không được tiền tăng ca. Không cần hình như, ngay cả tiền lương em cũng không có, chỉ có chút trợ cấp của dự án thôi. Lạc Văn Chu nói, sau đó hắn không đợi Phí Độ đáp lời, lại nói, có điều chút tiền lương ấy của chúng tôi có hay không có, cũng chỉ khác nhau như tiệm cận của không mà bằng không. Em có thể yên tâm là... em để tâm lắm sao? Phí Độ... Lời của cậu bị Lạc Văn Chu cướp sạch sành sanh, ngay cả trào phúng cũng không thể bật công tắc, đành phải ngồi nghiêm chỉnh về. Hiện tại có hai việc, cơ bản có thể xác định. Thứ nhất, vụ án Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc, đúng là gã tự biên tự diễn. Hồ Trấn Vũ hiển nhiên là đồng lõa của gã, hiện tại đều được đưa về thẩm vấn. Thứ hai, Chu Hoài Tín đúng là bị Đồng Hiểu Tình giết chết, băng ghi hình, máy quay an ninh và nhân chứng mục kích đều đầy đủ, không còn gì để tranh luận. Nhưng Đồng Hiểu Tình lập tức bị diệt khẩu, nhà cũng bị kẻ khác phóng hỏa, trước mắt nhận dạng và động cơ. Trước mắt nhân dạng và động cơ của kẻ tình nghi còn chưa rõ, nhưng căn cứ suy đoán của chúng ta rất có thể liên quan tới mục tiêu ám sát của Đồng Hiểu Tình, Chu Hoài Cẩn. Và phòng họp, Lăng Kiều cũng bắt rất chuyên nghiệp các bộ phim mà cô Nhung nhớ sang một bên, phân tích cận kẽ tiến nhập trạng thái. Lạc Văn Chu hỏi, Chu Hoài Cẩn hiện tại thế nào? Đang giam lại. Lăng Kiều nói, thế nhưng trạng thái tinh thần rất kém, đến giờ vẫn thu mình trên ghế, ôm đầu chẳng nói chẳng rằng, cơm nước bọn em bê cho gã, cũng chưa thấy động gì đến, tới bây giờ vẫn chưa ăn uống gì. Tình hình bên Đồng Càn và Đồng Hiểu Tình thế nào? Đồng Càn trầm mặc ít lời, bạn thân bình thường hay tới không nhiều lắm. Đào Nhiên tiếp đề, quan hệ có vẻ thân thiết, cơ bản cũng chỉ có đồng nghiệp của đội xe, vì khách hàng của ông ta nhận không cố định, bình thường cũng không chạy riêng một tuyến đường, cho nên không có trạm dừng chân hay điểm ăn uống cố định. Thế nhưng đồng nghiệp của ông ta có nhắc tới một tình huống. Hải Dương, em tra ra gì? Tới nói đi. Tiêu Hải Dương không kịp đề phòng bị điểm tên, sừng sốt một chút, theo bản năng mà đứng lên. Vâng. Bên cạnh lập tức vươn ra vài cái tay, ba chân bốn cẳng túm cậu xuống, ngồi xuống nói. Tiêu Hải Dương xấu hổ cúi đầu đẩy kính mắt, bắt đầu vào trạng thái súng bắn liên thanh. Đồng nghiệp của Đồng Càn phản ánh, ông ta thường xuyên mua hàng qua mạng, lúc nào cũng có nhân viên giao hàng tìm ông ta, bình quân mỗi tuần nhận 2-3 lần bưu phẩm. Em điều tra lịch sử mua bán của cha con họ Đồng, phát hiện tần suất mua sắm một năm gần đây của Đồng Càn quả thật rất cao, tần suất trả hàng cũng rất cao. Lạc Phương Trung ngẩng đầu, nói thẳng trọng điểm, em cho là giao hàng có vấn đề hay người bán có vấn đề? Giao hàng. Tiêu Hải Dương không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Trong số hàng mà Đồng Càn trả lại, hơn 80% được cung ứng bởi cùng một công ty giao hàng, tên là Khoái Đạt. Công ty này bởi vì tốc độ chậm, trả giá cao, hơn nữa quản lý cũng không quy củ, cho nên tỷ lệ trên thị trường chiếm rất thấp. Tùy tay mua sắm trên mạng, nhà buôn bán sử dụng Khoái Đạt chưa tới 5%, mà hàng hóa Đồng Càn được Khoái Đạt chuyển có tỷ lệ hơn 50%, chênh lệch 10 lần, không thể là trùng hợp. Lạc Văn Chu gật đầu một cái, có lý. Tiếp đó thì sao? Nếu giấy mà tên phóng hỏa thiêu hủy là vật phẩm quan trọng, khi chúng ta điều tra kỹ càng ông ta thì không thể dễ dàng bỏ sót như vậy. Nhưng nếu trong quá trình chúng ta điều tra, chỗ tài liệu đó vẫn đang trên đường di chuyển tới thì sao? Thời gian chuyển hàng nội thành của Khoái Đạt bình thường phải 3 đến 5 ngày, vừa khớp thời gian. Lạc Văn Chu nghe thế, sắc mặt đã trầm xuống, dùng cả họ cả tên ngắt lời cậu. Tiêu Hải Dương, em thần túy suy đoán hay là có căn cứ gì? Tiêu Hải Dương đối mặt với sự ép hỏi cường thế của hắn, có chút chần chừ, có căn cứ. Đừng giả ngu với anh. Lạc Văn Chu nghiêm giọng, người trong đội đều ở đây, có chuyện gì em cứ nói thẳng, anh biết dây thần kinh em có thừa. Kẻ gửi bưu kiện để đảm bảo thứ này không rơi vào tay cảnh sát, cố ý sử dụng công ty giao hàng mà trong nội thành cũng phải mất một tuần. Nhưng làm sao hắn có thể đảm bảo trong vòng 3 đến 5 ngày này, cảnh sát có thể hoàn tất mọi công tác điều tra? Ngộ những cảnh sát hiệu suất thấp, điều tra hẳn 10 ngày nửa tháng, cái bọc đó chẳng phải vừa hay đưa tới trước mặt cảnh sát sao? Những lời vừa rồi của Tiêu Hải Dương nghe thì hùng hồn hợp lý, kỳ thật là có tính ẩn dụ, ám chỉ giữa họ có nội gián. Kính cận này có chuyện thì nhất quyết không chịu nói thẳng, luôn giấu giếm bưng bít, tật xấu này có lẽ là mang về từ phân cục Hoa Thị. Lúc ấy đội trưởng Lạc Văn Chu lần đầu tiên xem xét thi thể của Hà Trung Nghĩa, cậu ta chính là giả bộ ngây thơ, bối rối lỡ miệng, ám chỉ bọn họ nơi vứt xác không phải hiện trường án mạng. Hiện tại, cậu ta lại muốn bài cũ soạn lại. Lạc Văn Chu hỏi, căn cứ phán đoán của em là gì?
Tiêu Hải Dương chậm chậm rũ mắt xuống, cách lớp kính, cậu nhìn cấp trên trẻ tuổi của mình một cái. Em yêu cầu công ty khoái đạt đệ trình thông tin đăng ký của toàn bộ đơn hàng lẻ thời gian gần đây. Phát hiện đồng càng trước khi chết, có một cái bọc ta gửi cho chính mình, từ đội xe gửi tới nhà họ đọc. Phí Độ chen vào nói, anh vừa nói có một cái bọc mà không phải đồng càng gửi về nhà một cái bọc, cho nên cảnh sát Tiêu, anh cho rằng bưu kiện này không phải do chính đồng càng gửi. Tiêu Hải Dương nói tiếp, nếu đồng càn thực sự là hung thủ mưu sát Chu Tuấn Mậu, ông ta chọn phương thức tai nạn xe để hành hung, chỉ sợ là muốn làm không một tiếng động, khiến người ta tưởng đó là sự cố, vậy ông ta sẽ để lại cái gì đó cho đồng Hiếu Tình? Là thân phận của chủ mưu đã mưu hại Chu Tuấn Mậu, hay là tự bạch rằng mình là hung thủ giết người đích thực? Điều này không hợp lý, trừ phi ông ta mong con gái mình lâm vào nguy hiểm hoặc là đau khổ cả đời. Cho nên, ý của em là, có người gửi một vài đồ vật cho đồng Hiểu Tình, kích thích cô ta ám sát Chu Hoài Cẩn, sau đó để phòng ngừa thứ qua tay đồng Hiểu Tình lọt vào tay cảnh sát đã diệt khẩu cô ta, đồng thời đốt nhà cô ấy. Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm Tiêu Hải Dương, từng bước ép sát mà truy vấn, tại sao nếu người này đã có thể lớn gan đâm chết đồng Hiểu Tình ngay trước mặt anh, tại sao không thể trực tiếp ám sát Chu Hoài Cẩn? Chẳng lẽ luận giết người, nhân sĩ chuyên nghiệp còn không chắc ăn bằng một con nhỏ bình thường? Mặt khác, anh không nghĩ họ nhất thiết phải đốt nhà, đơn thuần khiêu khích cảnh sát à? Em cho là như thế, Tiêu Hải Dương không chút do dự nói. Trước khi bọn em xuất phát, đồng Hiểu Tình từng gửi cho em một tin nhắn, nói cô ấy có thứ muốn giao cho em. Sau đó qua điều tra, tin nhắn này là của một kẻ không rõ danh tính làm giả số của đồng Hiểu Tình, mạo danh gửi cho em. 3 ngày trước, em từng đến nhà họ đồng điều tra, có để lại một tờ giấy viết phương thức liên lạc cho đồng Hiểu Tình. Dựa theo thời gian suy tính, thời điểm em nhận được tin nhắn vừa đúng lúc tên phóng hỏa liền vào nhà họ đồng. Rất có thể kẻ tình nghi ở trong nhà đồng Hiểu Tình nhìn thấy phương thức liên lạc của em, cố ý gửi tin nhắn dẫn chúng ta qua. Không còn nghi ngờ gì, hắn chính là muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ngoài ra, chúng ta còn điều tra nhân viên giao hàng thường xuyên tiếp xúc với đồng càn của công ty khoái đạt. Sau khi đồng càn gặp chuyện không may, người này không còn rõ tung tích. Đạo nhiên ở bên cạnh bổ sung một câu, lấy ra một túi vật chứng, bên trong có một bản sao chứng minh thư. Người đàn ông trên ảnh chụp để tóc húi cua, diện mạo không có gì đặc biệt, đặt trong biển người nháy mắt sẽ biến mất. Đây là tin tức cá nhân mà nhân viên giao hàng mất tích kia để lại ở công ty, là giả. Công ty họ quản lý hỗn loạn, không phải 1-2 ngày, có lẽ lúc ấy nhìn thoáng qua chứng minh thư của người tới, cũng không xác minh, trực tiếp cho hắn vào làm việc. Lạc Văn Chu nhìn Phí Độ một cái, ý kiến của nhân sĩ chuyên nghiệp thì sao? Phí Độ hắng giọng một cái, khép lại cuốn sổ cộng giả đỏ ghi chép, mở miệng nói, một người ở bệnh viện hàng ái đâm chết đồng Hiểu Tình, đồng thời cùng lúc đó một người khác đốt căn hộ nhà họ đồng. Trước đó nữa, còn có một nhân viên giao hàng từng tiếp xúc với đồng càn, họ còn có thể làm giả chứng minh thư, chỉ ít có kỹ thuật ổn nhất định. Nói cách khác, trong đó có thể bao gồm hơn 3 kẻ tình nghi tham gia vụ án này. Có kẻ lên kế hoạch, có kẻ làm thuật, có kẻ làm kỹ thuật, rất có thể là một đoàn hội có tổ chức. Phí Độ nói xong, đúng, lên rất chi ung dung, thực sự khá giống một học giả. Cậu vươn tay kéo xuống một cái bảng trắng, dùng bút viết vẽ về vài vòng. Đối với một đội mà nói, mục tiêu càng đơn giản, càng độc nhất, lại càng dễ tụ tập lại với nhau. Chẳng hạn như vì lợi ích chung, thông thường sẽ xây nền tảng dựa trên lợi ích, sử dụng thủ đoạn ép buộc hoặc tẩy não để khiến thành viên duy trì sự trung thành. Chẳng hạn như nhóm buôn bán ma túy và đường dây bắt cóc mua bán trẻ em nhà Tô Tiểu Lam. Đào Nhiên tiếp lời, đúng, cho dù là tổ chức khủng bố quốc tế, dựng cờ chủ nghĩa tín ngưỡng cực đoan, sau lưng cũng có bối cảnh kinh tế và mốc xích lợi ích phức tạp. Phía Độ cười cười, thuần túy dựa vào tâm lý biến thái, rất khó đoàn kết được một nhóm người, dù sao biến thái cũng là một trải nghiệm vô cùng mang tính cá nhân. Lạc Văn Chu hỏi, cụ thể là, chẳng hạn như đều là nhằm vào cảnh sát, có biến thái muốn khiêu chiến trí tuệ của cảnh sát, có biến thái thầm muốn giết cảnh sát, có biến thái lại muốn cùng một người mặc đồng phục xảy ra một ít quan hệ khó mà miêu tả. Mọi người cười rộ lên, Lạc Văn Chu cười vội ho một tiếng, làm gián đoạn lời nói càng ngày càng quá của Phí Độ, đồng thời hắn duỗi tay, vơ cuốn sổ Phí Độ vừa mới khép lại về phía mình, nhét vào hộp bàn. Em nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì, đang họp đó, nghiêm túc một chút. Phí Độ nghiêm túc chuyển lời, những tiểu tiết bất đồng này sẽ tạo ra sự bất ổn của nhóm. Rất khó hình thành một tổ chức có trật tự, hoàn thành một vụ án phức tạp như thế,
cho nên cảnh sát Tiêu, một việc có hệ thống như bày ra vụ án của Chu Tuấn Mậu, kích thích Đồng Hiểu Tình, tiếp đó giết người diệt khẩu, hủy xác xóa dấu vết, động cơ chỉ có thể là khiêu khích cảnh sát sao? Cá nhân em nhận định điều đó không mang tính xác thực cho lắm. Đào nhìn chen vào, cho nên kết luận của em là lên kế hoạch mưu sát Chu Tuấn Mậu, gửi đầu cho Đồng Hiểu Tình, phóng hỏa rồi gửi tin nhắn cho cảnh sát Tiêu. Một loạt chuyện này hoặc là không phải cùng một nhóm người làm, hoặc là nhất định có nguyên nhân khác, không thể chỉ đơn thuần là nhằm vào cảnh sát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ phải đợi sau khi chúng ta nói chuyện với Chu Hoài Cẩn đã. Tiêu Hải Dương không lên tiếng, phía đầu nhìn cậu ta một cái. Kỳ thật em cảm thấy tư duy của Tiêu Cảnh Quan rất thú vị. Nếu kẻ tình nghi làm gì đó khiến người ta nghi nát óc cũng không hiểu, người bình thường đều sẽ nghĩ hắn làm như vậy để che giấu gì đó. Tại sao anh lại kiên trì cho rằng có người muốn khiêu khích cảnh sát? Bởi vì Đồng Càn cũng đã chết rồi, Tiêu Hải Dương đột nhiên nói. Mọi người mặc nhận Đồng Càn mưu sát Chu Tuấn Mậu, nhưng nếu như ông ấy cũng là người bị hại ở một mức độ nào đó thì sao? Việc cảnh sát không giải quyết được thì sẽ có cơ hội cho những người bị hại ăn miếng trả miếng. Vụ án kiểu nghĩa vụ cảnh sát thế này cũng đâu phải chưa từng xảy ra. Tiêu Hải Dương đột nhiên ý thức được bản thân nhiều lời, ngậm chặt miệng lại. Ánh mắt của Lạc Văn Chu và Phía Độ đồng thời dừng ở trên người cậu. Phòng họp yên tĩnh trong chốc lát. Lạc Văn Chu nhìn Tiêu Hải Dương một cái thật kỹ. Phí Độ, theo tôi đi gặp Chu Hoài Cẩn. Đào Nhiên, căn cứ tin tức trên chứng minh thư giả và ảnh chụp của kẻ tình nghi, thử tìm nhân viên giao hàng thần bí này xem. Mặt khác, tiếp tục điều tra camera gần nhà họ Đồng. Lần theo tung tích của tên phóng hỏa, kẻ này lúc rời đi rất có thể đã cải trang, chú ý chiều cao và đặc điểm hình dạng của hắn. Tán hợp. Ánh mắt Phí Độ đang quét một vòng quanh chỗ mình vừa ngồi, không tìm thấy cuốn sổ cậu cầm mới nãy, đang có chút bối rối, chợt nghe phía sau có người. Một tiếng, cậu quay đầu lại. Lạc Văn Chu thuận tay mở ra cuốn sổ mới nãy của cậu, ôm ở trước ngực hắn. Cái trang lật đến vừa hay là hình Phí Độ nghe họp giả bộ ghi chép, kỳ thực vẽ vời lung tung, là một bức ký họa Lạc Văn Chu nghiêng mặt chống cằm ngồi ở bên cạnh. Đọc thầm chương 81, Macbeth 22. Lúc họp không tập trung, Lạc Văn Chu hạ giọng chọt chọt vai Phí Độ. Bây giờ em ăn uống no đủ, đường huyết cũng không hạ đúng không? Thật chẳng ra thể thống gì. Phí Độ vẽ vời cũng chẳng tránh né ai, cực kỳ thông dong nhận lại sổ ghi chép rồi lật dở xòe tay ra. Còn một tờ nữa đâu rồi? Sư huynh, anh xé sổ của em hả? Lạc Văn Chu nói rất chi là hợp tình hợp lý, tịch thu. Sau đó, hắn thu lại nụ cười rất tươi, đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn. Tiếng động khi bước vào làm Chu Hoài Cẩn giật mình, ngã ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt vô thần nhìn về phía Lạc Văn Chu. Mới chưa đầy một ngày, người này từ một vị thanh niên tài giỏi hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác, đã trở thành một gã đàn ông trung niên mặt mày tiểu tụy, bọng mắt sưng lên. Thế mới thấy, cho dù là đàn bà hay đàn ông cũng vậy thôi, túi da gọn kẽ bề ngoài đều yếu ớt thảm hại, chỉ cần tinh thần tiêu tan thì thân thể xác thịt sẽ quá hạn giữ tươi ngay. Chưa đợi Lạc Văn Chu lên tiếng, Chu Hoài Cẩn đã mở miệng trước, gã khàn giọng hỏi, có thể cho tôi xem báo cáo xét nghiệm DNA không? Lạc Văn Chu còn đang sững ra thì một cặp tài liệu đã được đưa từ đằng sau tới. Phí Độ dường như sớm đoán được gã sẽ hỏi như vậy, đã chuẩn bị xong từ lâu, của anh, Hoài Tín và Dương Ba đều ở đây cả. Chu Hoài Cẩn hít sâu một hơi, nguyên việc mở tài liệu mỏng dính ra cũng mất cả phút đồng hồ, như thể đang mở ra bi kịch cả đời mình vậy. Gã run lên cầm cập. Phí Độ thay đổi hẳn thái độ hơi mang ác ý trước đó, rót đầy cho gã một ly nước ấm. Trước khi nói chuyện, anh thanh cổ họng đi đã. Giám đốc Chu là người có tín ngưỡng đúng không? Dựa theo cách nói của các anh thì con người có linh hồn. Bây giờ Hoài Tín vẫn còn vướng bận, hẳn là chưa đi xa đâu. Đừng để anh ấy thấy anh khổ sở thế này. Đối với người đang chìm trong đau đớn mà nói thì lời khuyên bảo nhỏ nhẹ ôn hòa như vậy chẳng khác gì một liều kích thích nước mắt. Chu Hoài Cẩn không nhịn nổi mà nức nở, cả người rút lên thật lâu mới nhận chiếc khăn tay Phí Độ đưa để lau mặt. Những gì nói được tôi đều nói rồi, các cậu còn vấn đề gì, muốn biết thân phận kẻ bắt cóc giả từ chỗ tôi ư? Giám đốc Hồ đã nói với chúng tôi biết chi tiết chuyện này rồi, Lạc Văn Chu nói. Anh Chu, không biết anh đã nghe nói chuyện này chưa? Đồng Hiểu Tình, hung thủ hại chết em trai anh, không lâu sau khi trốn ra từ cổng bệnh viện Hằng Ái đã bị một chiếc xe tông chết rồi. Biểu cảm trên mặt Chu Hoài Cẩn ngưng lại một chút, gã lạnh lùng nói, thế à, thế thì dễ dãi cho cô ta thật đấy. Người tông chết cô ta có ý đồ từ trước,
Lạc Văn Chu theo dõi sát sao về mặt của gã rồi bổ sung một câu. Chu ấy cần ngả người ra phía sau, hai tay khoanh trước ngực tạo thành một tư thế mang tính phòng ngự rất mạnh. Nếu tôi làm được thì tôi hy vọng việc này do chính tôi làm. Giám đốc Chu, Phí Độ nói. Vì sao sau khi gây án Đồng Hiểu Tình lại lập tức bị diệt khẩu? Tất nhiên là vì có người sợ cô ta bị bắt sẽ nói lộ ra gì đó. Thì cô ta là hung thủ, nhưng cũng chỉ là một con dao. Anh không muốn biết người cầm dao là ai sao? Hai gò má Chu Hoài Cẩn bỗng đanh lại. Dù sao Đồng Hiểu Tình cũng đã chết rồi, Phí Độ nói tiếp. Anh có hận, có muốn đem cô ta ra băm vằm thế nào cũng vô dụng. Cho dù anh thực sự có cách lôi cô ta ra quất xác thì cô ta cũng đâu có cảm giác gì. Anh can tâm sao? Cảm xúc của Chu Hoài Cẩn trong nháy mắt đã bị cậu dẫn dắt. Hai mắt phủ đầy tơ máu nhìn về phía cậu. Hồi lâu sau mới hỏi, cậu muốn gì? Anh còn chưa trả lời câu hỏi lúc trước. Tôi hỏi anh, Phí Độ nói. Vì sao anh không hỏi lý do Đồng Hiểu Tình hành hung mình? Có phải anh biết điều gì không? Anh biết cô ta à? Không biết, Chu Hoài Cẩn nói. Chưa gặp mặt bao giờ. Ngay lúc cô ta đến gần, nếu tôi nghi ngờ cô ta có vấn đề gì thì đã không để vệ sĩ cho cô ta vào trong. Phí Độ gật đầu. Vậy sau đó anh nhớ ra cái gì phải không? Chu Hoài Cẩn chắc chắn đã khát lắm rồi, bèn bưng cốc nước Phí Độ rót cho uống một hơi cạn sạch. Quả thực tôi có làm một vài chuyện không quang minh chính đại, thế nhưng trong việc này Hoài Tín hoàn toàn vô tội. Nếu các cậu có thể cho nó một lời giải thích đàng hoàng thì Chu Thị cứ thế phá sản hay không đáng một xu đối với tôi đều không quan trọng, bất kể tôi có phải là người thừa kế chính thức hay không. Cậu Phí, cậu hiểu ý tôi rồi đấy. Phí Độ thăm dò sắc mặt người ta cực kỳ khôn khéo, như một con thấp kẻ hoa nhạy bén, cô lập tức điều chỉnh tiết tấu lời nói và phong cách ngôn ngữ của mình theo thái độ của đối phương, nói vô cùng thẳng thắn. Hiểu rồi, xem ra anh không ngại tôi là một mẻ nhân lúc nhà anh gặp nguy nan, thế thì tôi đây sẽ không khách khí. Chu Hoài Cẩn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ngọn đèn phòng không hề nể nang dọi thẳng vào mắt gã, dường như do dự không biết nói từ đâu. Hồi lâu sau, gã mới lên tiếng. Quỹ công ích của Chu Thị bị tình nghi rửa tiền bẩn, các cậu đã tra ra manh mối chưa? Không điều tra ra cũng mong các cậu cẩn thận một chút, khẳng định còn có cái thóp khác. Đáng tiếc, họ vẫn đề phòng tôi, không cho tôi tiếp xúc với những công việc liên quan đến nó. Bây giờ trong tay tôi không có chứng cứ. Thế nhưng tôi biết Chu Thị chẳng phải lương thiện gì. Trước kia nó làm giàu không chỉ bằng những thủ đoạn hợp pháp đâu. Lạc Văn Chu nói, anh muốn nói anh nghi ngờ Chu Tuấn Mậu mưu sát Chu Nhã Hậu. Không chỉ thế, Chu Hoài Cẩn lắc đầu, không chỉ có mỗi việc này, trộm vặt bị xử tội, cướp nước thành vương hầu, đồng bộ Chu Thị ở nước ngoài, rửa tiền bẩn, công thành danh toại bao nhiêu năm nay, có nhiều chuyện không thể truy cứu được nữa. Sau khi Đồng Hiểu Tình hành hung, tôi mới sợ hãi mà nghĩ, từ nhiều năm về trước, sinh mạng của tôi đã liên quan với cô ta rồi, đều có liên hệ với chị Khải Phong. Các cậu hẳn đã biết chị Khải Phong có xuất thân như thế nào. Trước kia lão là một tên lưu manh giúp việc cho du côn địa phương, sau này theo Chu Tuấn Mậu đã phát đạt, đi tới đâu cũng ra cái vẻ thân sĩ thành công, song kém cỏi vẫn là kém cỏi, những gì ăn sâu vào xương tủy thì cả đời cũng không thay đổi được. Đến giờ lão vẫn không biết làm thế nào để đứng thẳng lên làm một người văn minh. Khóe miệng Phí Độ giật một cái, ngòi bút khựng lại trên trang giấy. Chu Hoài Cẩn không nhìn thấy, gã hoàn toàn chìm vào hồi ức, vẫn cứ nói tiếp không ngừng. Chắc chắn phải đến hơn 20 năm. Hoài Tín ra đời không bao lâu thì chứng trầm cảm sau khi sinh của mẹ tôi càng ngày càng nghiêm trọng, gần như trở thành một người đàn bà điên không thể giao tiếp nổi, căn bản không chăm sóc cho nó được. Tôi bèn rời cái giường sơ sinh của nó sang phòng mình, ngày ngày để nó ở cùng tôi. Lạc Vân Chu đánh giá gã. Nhiều năm nay tôi vẫn nghe nói một đứa trẻ khóc ngày khóc đêm có thể hành hung những người mới làm cha mẹ khổ sở. Không ngờ anh Chu từ nhỏ đã kiên nhẫn như vậy. Chắc không phải nhà anh không mời nổi bảo mẫu chăm trẻ đó chứ. Thế gian này chẳng có mấy đứa trẻ thực lòng thích đám con nít mới sinh đâu. Chỉ là tôi sợ hãi mà thôi. Chu Hoài Cẩn khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, vươn tay với Lạc Vân Chu. Cho tôi xin một điếu thuốc được không? Cảm ơn. Tôi có thể sống sót ngay dưới mí mắt của Chu Tuấn Mậu hoàn toàn là nhờ sự bảo vệ của mẹ mình. Thế nhưng lúc đó bất luận là trạng thái tinh thần hay thân thể của bà đều ngày một suy yếu. Điều này khiến tôi cực kỳ tuyệt vọng. Mỗi ngày nhìn bà ấy, tôi đều cảm giác được vận mệnh nguy ngập trong sớm tối của mình. Hoài Tín là cọng rơm cứu mạng mà tôi vớ bừa được, gần như giữ nó bên cạnh như hình với bóng. Thậm chí đôi khi tôi còn nghiền nhỏ thức ăn của mình dùng thìa bón cho nó, một hai miếng. Tôi nghĩ bất luận Chu Hoài Cẩn muốn làm gì, ông ta đều phải để ý tới con ruột của mình. Hôm đó Hoài Tín tè dầm nửa đêm, khóc rầm rĩ,
Tôi mơ màng dậy thay tã cho nó, đổi cái cũ ra mới phát hiện không có tã sạch, đang định vào kho lấy một cái thì lại thấy phòng làm việc tầng 1 sáng đèn. Chu Tuấn Mậu nhiều ngày không về nhà và chị Khải Phong trò chuyện bí mật với nhau trong đó. Khoảng thời gian đó, chiến lược trọng điểm của tập đoàn là khu địa Đông Á. Chu Thị muốn nhân cơ hội ở trong nước cổ vũ đầu tư nước ngoài nhảy vào chiếm được trước thị trường và nguồn lao động giá rẻ. Toàn bộ dự án này do chị Khải Phong tự mình xúc tiến. Lúc ấy hẳn là lão vừa xuống máy bay, hành lý còn để trước cửa. Nếu không phải vì Hoài Tín thực sự không đợi được thì thấy hai người kia tôi đã quay đầu chạy rồi. Xong chẳng có cách nào, tôi chỉ đành cố sức không phát ra âm thanh mà đi qua phòng làm việc, chạy tới nhà kho. Đúng lúc đó tôi thấy chị Khải Phong nói: "Chết cứng rồi, anh yên tâm, tuyệt đối không để lại dấu vết." Mấy câu như vậy. Chu Hoài Cẩn nói tới đây thì dừng một chút, đưa tay đỡ trán, ấn mạnh lên huyệt thái dương rồi hít một hơi thật sâu. Khi cậu lúc nào cũng sống trong cảm giác sợ hãi vì khó giữ được tính mạng, cậu sẽ hiểu cảm giác đó. Có một số từ ngữ sẽ khiến cậu nhạy cảm cực kỳ. Vừa thoáng qua nghe thấy chữ chết, chưa kịp liên hệ câu trước câu sau, phản ứng đầu tiên của tôi là họ muốn giết chết mình, sợ tới mức tay chân lạnh ngắt đứng đờ ra đó. Sau đó, tôi nghe thấy Chu Tuấn Mậu bảo: "Anh xem tin tức, hình như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hả?" Chị Khải Phong bèn nói: "Anh nói họ đầu kia sao? Không cần để ý tới hắn, hắn chẳng biết gì cả. Tự mình không có mắt nhất định phải xen vào, mệnh không tốt thôi." Chu Tuấn Mậu cười lên nói một câu: "Trên thế gian này không có việc gì tiêu tiền không xong, đắt chút không sao, bớt việc là được." "Từ từ," Lạc Văn Chu đột nhiên nói: "Ngài Chu, phiền anh cho tôi một khoảng thời gian chính xác, đó là chuyện từ khi nào?" Suy cho cùng cũng là chuyện của hơn 20 năm trước. Chu Hoài Cẩn có thể thuật lại đại khái cuộc đối thoại lúc đó đã là công lao của adrenaline bùng nổ dưới cơn sợ hãi cực độ rồi. Những việc nhỏ nhặt khác khó mà lập tức nhớ ra trong thời gian ngắn được, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Phi Độ chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi của gã, dùng nắp bút gõ xuống mặt bàn, gõ theo một tiết tấu riêng: "Giám đốc Chu, ban ngày học tập làm việc, ban đêm chăm trẻ con, đến người trưởng thành cũng nuốt không trôi. Lúc ấy hẳn là anh vẫn đang đi học đúng không? Anh ấy có làm ảnh hưởng tới anh không? Lúc lên lớp có mệt không? Còn may bài vở của tôi không nặng nề lắm, chỉ là tiết học cơ bản buổi sáng hàng ngày có hơi..." Chu Hoài Cẩn thuận miệng đáp. Nói tới đây, dường như gã đã bắt được cái đuôi của ký ức xa xôi. "Đúng rồi, là viện quản trị kinh doanh. Lúc đó tôi học viện quản trị kinh doanh 17 tuổi, năm thứ nhất." "Là 21 năm về trước. Anh nói lúc đó cửa phòng làm việc không đóng." Phí Độ nói tiếp: "Thế thì hẳn là không phải mùa đông lạnh giá, cũng không phải mùa hè cần bật điều hòa." "Đúng, lúc đó thời tiết không nóng không lạnh, không phải tháng 9 thì là tháng 10. Mẹ tôi suy nhược thần kinh, về đêm trong nhà không ai dám tùy tiện đi lại. Hơn nữa phần lớn người làm nhà tôi đều không hiểu tiếng Trung, cho nên họ mới dám mở cửa nói chuyện." Lạc Văn Chu liếc nhìn Phí Độ, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho Đào Nhiên: "Tháng 9 hoặc tháng 10 21 năm trước, Chu Thi hoặc nhà họ Đồng có xảy ra chuyện gì không?" Giọng của Đào Nhiên mạnh chóng vang vào trong tai nghe của hắn. "Có, tôi đang định nói cho cậu đây. Ngày 16 tháng 9 năm đó, mẹ của Đồng Hiểu Tình chết vì tai nạn giao thông." Khóe mắt Lạc Văn Chu giật nảy. Ngày Chu Tuấn Mậu bị tai nạn chết cũng vào đúng ngày 16 tháng 9, ngày đầu tiên Phí Độ nhậm chức. Lúc đó nghe đến đấy thì tôi không dám ở lại mà vội vàng chạy đi. Nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ chuyện này. Năm đó tin tức không lưu thông như bây giờ, ở nước ngoài muốn biết tin tức trong nước không dễ. Tôi nhìn thấy giấy ghi thông tin vận chuyển trên vali hành lý của chị Khải Phong, cha ra điểm xuất phát là Yên Thành. Thế là lén tìm một bạn du học sinh ở Trung Quốc đáng tin, nhờ cô ấy giúp đỡ tìm người điều tra những tin tức có liên quan tới Yên Thành, họ Đồng, tai nạn ngoài ý muốn. Lạc Văn Chu cúi đầu là xem tin tức cũ mà đồng nghiệp gửi vào di động của mình. "Anh có tra ra tin tức một chủ xí nghiệp nổi danh trong nước bị tai nạn giao thông tử vong không?" "Có, 3 tháng sau, công ty do ông ấy một tay sáng lập bị nguồn tài chính nước ngoài thu mua và sát nhập. Xuất phát của khoản vốn nước ngoài này chính là một công ty ma đăng ký tại quần đảo Cayman của Chu Thị." Chu Hải Cần xòe tay nói: "Cậu nghĩ xem, một hung thủ giết người lần đầu tiên không bị trừng phạt thì lần thứ hai sẽ ra tay chẳng nể nang gì nữa." "Tôi lấy một ví dụ khập khiễng thế này nhé, giống như một trò chơi mà mở hack vậy, làm bậy dễ gây nghiện lắm, giết một Chu nhã hậu, hai tên du côn trở thành chủ nhân công ty lớn nổi danh, thành công bước chân vào xã hội thượng lưu, lại giết thêm một tảng đá chặn đường, thành công tiếp nhận nguồn lực con người từ thổ địa trong nước, lấy được ưu thế phát triển trước cả chục năm trời. Năm đó tuy nội địa chuyển khích đầu tư nước ngoài,
Thế nhưng người ở nước ngoài không quen đất quen người, làm sao giành được những hạng mẫu thực sự ngon ăn, phí tổng. Cậu cũng tiếp xúc với việc làm ăn, cậu có biết giải được một hệ thống nhân mạch ở một nơi xa lạ để cạnh tranh với dân bản địa phải tốn bao nhiêu chi phí không? Phí độ thở dài. Tôi còn biết, muốn mua một tài xế xe tải đang muốn tìm cái chết chắc chắn cũng không đắt đỏ gì. Lãnh Thôn đúng là người đánh không thắng liền quăng bàn cờ. Cô gái kia, cô gái họ Đồng đó, chú Hoài Cẩn vươn tay che đi đôi mắt, giọng nói có chút suy yếu. Khi ra tay, cô ta đã hỏi tôi một câu, chỉ có tôi với Hoài Tín nghe thấy. Cô ta nói gì? Cô ta nói, một người chưa đủ, vì sao ngay cả cha tôi mà các người cũng không buông tha? Lạc Quan Chu cau mày, câu này là ý gì? Tôi không biết, hình như cô ta cho rằng tôi dùng cách nào đó lợi dụng tâm lý báo thù của tay tài xế gây chuyện, cũng chính là cha cô ta, để tạo nên tai nạn của Chu Tuấn Mậu. Chu Hải Cẩn lắc đầu, nhưng tôi thực sự không có năng lực lớn đến thế. Nếu cái chết của Chu Tuấn Mậu thực sự là do người gây ra, thì tôi đề nghị các cậu đi tìm Trịnh Thái Phong ấy. Lạc Văn Chu cau mày, bỗng nhớ tới câu nói của Đồng Hiểu Tình trước khi chết. Ông ấy cũng là một trong những người đó. Nếu cái chết vì tai nạn ngoài ý muốn của mẹ Đồng Hiểu Tình không phải sự cố mà cũng là âm mưu do ai đó gây ra, thì tình huống tài xế gây tai nạn và nạn nhân tử vong tại trận quả thực giống vụ việc của Chu Tuấn Mậu như đúc. Bọn họ chẳng lẽ là một đám sát thủ xa lộ không tiếc đổi mạng lấy mạng sao? Trong Yên Thành ngập ánh ngập mặt trời này, có một đoàn xe tử vong sao? Đọc thầm Trương Tăng Chu chặt cau mày, bỗng nhớ tới câu nói của Đồng Hiểu Tình trước khi chết. Ông ấy là một trong những người đó. Nếu cái chết vì tai nạn ngoài ý muốn của mẹ Đồng Hiểu Tình không phải là sự cố, mà cũng là âm mưu do ai đó gây ra, thì tình huống tài xế gây tai nạn và nạn nhân tử vong tại trận quả thực giống việc của Chu Tuấn Mậu như đúc. Bọn họ chẳng lẽ là một đám sát thủ xa lộ không tiếc lấy mạng đổi mạng? Trong Yên Thành ngập ánh mặt trời này, có một đoàn xe tử vong sao? Lạc Văn Chu đứng bật dậy, thẩm vấn Trịnh Hải Phong. Đào Nhiên cũng nghe thấy quá trình thẩm vấn của Chu Hoài Cẩn. Từ từ, Đồng Hiếu Tính cho rằng Chu Hoài Cẩn là cánh tay sau màn. Tôi không hiểu lắm, sao cô ấy lại nghĩ vậy? Cái này thì phải xem trong biểu kiện thần bí mà cô ấy nhận được có bao nhiêu tin tức. Ví như cô ấy biết Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc là tự biên tự diễn, Dương Ba không phải con trai ruột nhà họ Chu, vụ tai nạn 20 năm trước là kế hoạch hợp mưu của Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong không? Phí Độ ra khỏi phòng thẩm vấn xen lời vào. Khi Chu Hoài Tín báo cảnh sát đã liến thoáng tuôn ra rất nhiều thứ mê sảng, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trong đó có một tin tức chính là anh ta cho rằng có người tiết lộ hành tung chiếc xe của Chu Tuấn Mậu, khiến cho Đồng Càn bị cuốn vào cơn bão tin vịt tranh đấu đoạt quyền trong nhà giàu có. Đồng Càn thực hiện cuộc tập kích tự sát thành công, chắc chắn trong Chu thị phải có người chỉ điểm. Tổng hợp các tin tức đó, các anh cảm thấy người có khả năng là ai nhất? Lăng Kiều nói, còn nữa, cả nhà Chu Hoài Cẩn đều không biết kỳ thực anh ta là con ruột, có thể nào cũng do có người dẫn dụ họ không? Ví dụ hồi Chu Hoài Cẩn còn nhỏ, cha mẹ có thể chỉ là không chắc chắn lắm, nhưng có người lại nói đứa bé này giống lão Vương sát vách chẳng hạn. Chung quy, Chu Hoài Cẩn đúng là không giống Chu Tuấn Mậu còn gì. Sau đó một ngày nọ, có người bạn nào đó nói với Chu Tuấn Mậu là bây giờ có kỹ thuật tiên tiến xét nghiệm được DNA, nhưng mà tập đoàn Chu thị lớn như vậy nhất định không thể tạo ra scandal cho người thâm mưu xem được, cho nên chỉ có thể âm thầm làm. Vị bạn tốt kia lại xung phong nhận việc giúp đỡ, như cái chiêu mà Chu Hoài Cẩn dùng để hãm hại Dương Ba ấy. Đúng lúc này, điện thoại điên cuồng reo vang ngắt lời Lăng Kiều. Không hiểu sao lúc nhấc máy cô lại có dự cảm không tốt. Alo? Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói của đồng chí cảnh sát hình sự nhận lệnh theo dõi Trịnh Khải Phong. Kiều Nhi, báo sếp, Trịnh Khải Phong chạy rồi. Đọc thầm chương 82, Macbeth 23. Lăng Kiều nhìn ra sắc trời trầm thấp ảm đạm ngoài cửa sổ, cảm giác càng như không thấy ngày mai. Anh ơi, có nhầm không? Sao chạy được? Khi nào thì phát hiện chạy rồi? Các anh có tới mấy người? Ngay cả một ông già cũng không trông nổi, có ổn không đó? Lạc Văn Chu duỗi tay tiếp nhận điện thoại trong tay cô. Cảnh sát đầu kia điện thoại vô cùng oan uổng, bởi vì trước đó ngoại trừ vài nhân vật mấu chốt bị hạn chế xuất cảnh vì vấn đề kinh tế của Chu thị, việc điều tra vụ bắt cóc chống đối Chu Hoài Cẩn, mục tiêu chủ yếu tập trung ở đám người Dương Ba, Hồ Trấn Vũ và Chu Hoài Tín. Bên cạnh chị Khải Phong đương nhiên cũng để lại người, nhưng họ không liệt chị Khải Phong vào trọng điểm giám thị, luôn phải nhìn chằm chằm. Dù sao tranh di sản cũng tốt, đại chiến con riêng chung, con chung cũng vậy, đều không liên quan gì đến ông lão này.
Nếu không phải việc Đồng Hiếu Tình ám sát anh em Chu Thị khá phức tạp, đến cuối tuần, người theo dõi có thể rút khỏi chỗ lão. Sáng sớm hôm nay, Trịnh Khải Phong theo thói quen đi tới tòa nhà Chu Thị ở phố trung tâm, bọn em theo một ngày. Vừa từ công ty đi ra, bọn em tận mắt nhìn thấy lão lên xe ở bãi đỗ. Một đường theo tới biệt thự ở thành phố của Trịnh Khải Phong, thì nghe thấy tiếng xếp đại anh nói muốn tìm lão để hỏi. Lúc ấy xe còn chưa tiến vào cổng vườn nhà lão, bọn em liền ngăn xe lại. Kết quả phát hiện ông già trên xe vốn không phải lão, người bị đánh cháo cũng không biết. Thế mắt các cậu mọc ở trên mặt là để thở hay để ăn cơm? Lạc Văn Chu quả thực có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó, hắn hơi hơi ngưng lại, nói tiếp: dẫn hết mấy đồng đảng đánh lạc hướng các cậu về đây. Đào Nhiên, dẫn người tới tòa nhà Chu Thị, trích xuất camera, xin giấy khám xét, địa điểm làm việc của Trịnh Khải Phong, tài khoản ngân hàng trong nước, nơi ở, tất cả điều tra hết một lượt. Người này khẳng định có vấn đề, nếu không lão chạy cái gì? Lăng Ngố, hồi em dẫn vài người liên hệ bộ giao thông, lập chốt tại toàn bộ đường cao tốc, quốc lộ ra vào thành, phát thông báo tới kiểm an sân bay, nhà ga, bến xe đường dài, chú ý đặc thù hình dáng của Trịnh Khải Phong, tất cả đều huy động, hiện tại còn kịp, không thể để lão rời khỏi Yên Thành. Đang kiểu vốn chờ mong thẩm vấn xong chu bài cần sẽ được tạt làm, cô gọi xe, còn có thể vừa kịp xuất phim tối, như thế này thì hoàn toàn đổ bể rồi, không nhịn được kêu rên một câu, gần đây sao chúng ta lại nhiều việc vậy, đều tại thủy nghịch. Đào Nhiên còn tưởng cô nói gì đó liên quan tới vụ án, vội hỏi: cái gì nghịch? Làng kiểu uể oải: thủy nghịch, sao thủy đi ngược chiều? Đội phó Đào lớn lên trên núi cả mặt đầy dấu chấm hỏi, không nghe hiểu đây là tiếng lóng của sơn trại nào. Hả? Nghịch hướng nào? Không phải đều từ Tây sang Đông sao? Làng kiểu hít một hơi, đồng tình vỗ vỗ bả vai Đào Nhiên. Được rồi, đội phó Đào, bọn em đều biết anh không có bạn gái rồi. Em đang nói năm nay thật sự rất không bình thường. Từ nửa đầu năm đến giờ, chúng ta phải tăng ca bao lần rồi? Lượng công việc một tháng đã vượt chỉ tiêu cả một năm. Hết vụ án này tới vụ án kia, còn đều là án lớn. Không phải phân cục gặp chuyện không may, chính là án bắt cóc giết người liên hoàn kéo dài hơn 20 năm trồi trên mặt nước. Gần nhất là ân oán nhà giàu, khiến dư luận xôn xao. Hỡi các lãnh đạo, các đồng nghiệp, nơi chúng ta đang sống là đô thị quốc tế hóa hòa, hòa bình yên tĩnh ư? Tại sao em thấy hình như đang ở tiền tuyến Syria vậy? Cô nói vô tâm, Đào Nhiên nghe xong, trong lòng lại bộc một tiếng. Đúng, tần suất thế này căn bản không bình thường. Đích thực, thành phố này là quá lớn, quá nhiều người kiểu gì cũng có những nơi ẩn giấu tệ nạn, là do bọn người sống dưới trời xanh không để ý tới mà thôi. Nhưng cố tật sở dĩ thành cố tật, tồn tại lâu dài, nhất định là do nó đã tiến hóa tới một phương thức sinh tồn và ẩn giấu nào đó. Có lẽ theo tiến độ không ngừng của xã hội mà bị bại lộ, nhưng cũng sẽ không trùng hợp đến thế, tập trung đến thế đi. Hơn nửa năm nay, mọi chuyện đều như khối thuốc nổ bị buộc ngòi châm vào với nhau, một đốm lửa rơi xuống, cái sau nối tiếp cái trước nổ tung ra. Đào Nhiên bất giác nghĩ tới linh độ tuyệt độc thần bí kia, không nhịn được mở miệng gọi lại Lạc Văn Chu khi hắn đang chạy tới cửa. Đợi đã xếp lạc. Lạc Văn Chu dừng bước. Đào Nhiên nói, cậu có nhớ sư phụ năm đó? Lạc Văn Chu à một tiếng, không đợi anh nói xong đã vội tiếp lời. Đúng đúng đúng, tôi biết, ngày dỗ của Thái Dương sắp đến rồi. Nếu không phải cậu nhắc thì tôi thiếu chút nữa quên mất, cho nên vụ án này phải mau chóng kết thúc. Mấy ngày nữa còn phải mua hoa đi thăm sư nương đó. Đào Nhiên phút chốc sửng sốt. Lạc Văn Chu nhìn anh một cái thật sâu, vươn tay đẩy vào vai Phí Đậu. Xe công không đủ điều phối thì lái xe của mình, đợi hồi sẽ trả tiền xăng xe cho em. Không muốn cuối tuần tăng ca thì nhanh động tác lên. Hắn tức tốc nói xong, thúc giục Phí Đậu bước nhanh đi mất. Đội phó Đào, giờ chúng ta đi tòa nhà Chu Thị à? Mãi đến khi Tiêu Hải Dương phía sau đột nhiên lên tiếng, Đào Nhiên mới lấy lại tinh thần. Hả? Đúng rồi, đi đồng nghiệp bên kia kinh tế có lẽ còn người chưa về. Anh lái xe, em gọi điện cho người phụ trách của họ. Lạc Văn Chu mới nãy chẳng những ngắt lời anh, còn thêm một câu có lỗi. Một câu có lỗi chỉ có người quen mới hiểu. Sư nương của họ chính là vợ của thầy Dương, là một phụ nữ bận rộn với công việc. Khi thầy Dương còn sống, họ cũng chẳng gặp mặt sư nương gì nhiều. Sau đó thầy Dương hy sinh vì nhiệm vụ, bà bị đả kích rất lớn, luôn cảm thấy công việc cảnh sát đã cướp đi người thân của bà. Sau đó cực kỳ không muốn thấy đồng nghiệp của thầy Dương khi còn sống, cho nên hội Lạc Văn Chu đều cố hết sức không quấy rầy bà, hàng năm đều lén lút đi thăm mộ trước một ngày. Ngày Tết thừa dịp con gái của thầy Dương là Dương Ân nghỉ đông, lén gọi cô tới cho cô chút tiền mừng tuổi. Họ lại càng không mua hoa đi thăm sư nương,
Sư nương dị ứng với phấn hoa. Cái này là Tết âm lịch năm ngoái, Lạc Văn Chu ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào mua thêm một bó hoa. Dương Hân đã nói cho họ biết, chỉ có hai người họ biết mà thôi. Đào Nhiên chau mày, Lạc Văn Chu lấy một câu không có logic như thế để ngắt lời anh, là ám chỉ anh cái gì? Xe này của em quá rêu rao. Lạc Văn Chu xoay tay, khép lại cửa xe chiếc SUV to lớn của phía đậu. Bãi đỗ xe mà đông một chút thì sẽ không dễ nhét vào đâu. Còn tiền xăng dầu, ấy, cẩn thận cái cống. Phía đậu vững vàng lái xe ra khỏi cổng lớn, rẽ vào giao lộ, tùy tay mở ra radio trên xe, tín hiệu mượt mà, không có tẹo dị thường nào. Xem ra chỗ em không có thiết bị nghe trộm. Phía đậu bật nhỏ âm lượng radio, lại vươn tay mò mò những thiết bị nhỏ ngồi trên ghế lái khó mà thấy được. Giả quét hết một vòng, thấy trong xe không có dị trạng, cậu mới nở nụ cười một chút. Dù sao ngày nào em cũng đổi xe, chính mình cũng không rõ có bao nhiêu chiếc. Lạc Văn Chu có chút mệt tim gật đầu một cái, duỗi thẳng lưng. Bưu kiện thần bí gửi tới nhà họ Đồng, lướt khỏi sự điều tra nhà họ của cảnh sát. Vì thế Tiêu Hải Dương ám chỉ người gửi bưu kiện quen thuộc phong cách làm việc của cục thành phố, rất có thể là nhân viên bên trong. Lúc ấy Lạc Văn Chu chặn họng cậu, kỳ thật là đã bác bỏ phán đoán này. Bởi vì việc điều tra nhà họ Đồng rất rõ ràng, khi nào thì họ đến, khi nào thì rút, ngay cả hàng xóm ở cùng khu nhà cũng biết, không tránh được những ánh mắt có ý đồ. Nếu nhân viên đưa món hàng này là kẻ tình nghi, tránh cảnh sát sẽ vô cùng dễ dàng, căn bản không cần nội gián. Phán đoán của Tiêu Hải Dương không thể đồng tình được, đều là đồng nghiệp sớm chiều ở chung, Lạc Văn Chu tuyệt đối sẽ không bỗng dưng vô cớ nghi ngờ ai. Nhưng mà thời cơ Trịnh Khải Phong đào tỏ quá vi diệu rồi. Đồng Hiểu Tình ám sát Chu Hoài Cần là tầm giữa trưa, lúc ấy tình huống rất hỗn loạn, là con Chu vội đuổi theo hung thủ, phí độ ở bên Chu Hoài Tín, cho dù đều biết thuật phân thân, ai cũng không thể khống chế được cục diện, phóng viên ở hiện trường lại nhiều. Đợt cảnh sát đầu tiên còn chưa đuổi tới, tin tức đã lan tràn khắp các chốn truyền thông. Nếu Trịnh Hải Phong đào tàu sau khi xem xong tin tức, vậy thì còn bình thường, có điều nếu thật là như vậy, hiện giờ lão đã sớm ra khỏi thành, không biết chạy đi đâu mất. Thế nhưng rất rõ ràng, khi tin tức Đồng Hiểu Tình ám sát Chu Hoài Cần vừa mới truyền ra, Trịnh Khải Phong vẫn còn thần thái lắm, căn bản không nghĩ rằng việc này có liên lụy gì tới lão. Bởi vì 21 năm trước, lão và Chu Tuấn Mậu cũng không biết ngoài cửa thư phòng có một thiếu niên đang sợ đến kinh hồn bạt vía. Vậy, tại sao cố tình sau khi Chu Hoài Cần nói ra bí ẩn 21 năm trước, lão lập tức hốt hoảng trốn đi? Toàn bộ đội hình sự hoặc là cục thành phố, rốt cuộc ai là cái tai nghe lén của lão? Dựa theo lẽ thường, phí độ đột nhiên lên tiếng, hiện giờ anh thực sự không nên ngồi xe của em. Dù sao thì, nhìn từ các góc độ mà nói, em đều khá giống nội gián trộn giữa các anh. Lạc Văn Chu nhìn cậu, đầu tiên, em quen biết Trịnh Khải Phong, quen thuộc Chu Thị hơn bất cứ ai trong số các anh. Tay của phí độ thả lỏng khoát trên tay lái. Thứ hai, toàn bộ sự kiện đều xảy ra sau khi em đến. Dựa theo logic thông thường, căn cứ vào lịch sử phân tích chi tiêu, người mới tới luôn là kẻ khả nghi nhất. Lạc Văn Chu từ chối cho ý kiến, cười cười. Sư huynh trong mắt em, lẽ nào chính là một kẻ sở khanh vừa mới tỏ tình với người ta xong, quay đầu đã nghi ngờ đối phương liền? Phí độ sừng sốt. Lạc Văn Chu không đợi cậu mở miệng, còn nói, tôi biết không phải em, bởi vì con người em á, thực sự là khá độc, quan hệ với người khác chỉ dừng ở trao đổi lợi ích. Tôi thực sự không nghĩ ra được, chỗ Trịnh Khải Phong có thứ gì mà còn hấp dẫn em hơn cả nhan sắc của anh nhà em. Thời điểm phí độ nịnh người, lời ngon tiếng ngọt cho tới bây giờ đều là thốt ra. Trình độ tự giác rất cao, nhưng mà lĩnh giáo nhân vật rảnh rỗi lấy lời ngon tiếng ngọt để nịnh chính mình như Lạc Thần đây, mới biết mình còn chưa thua xa ở phương diện này, cho nên khiêm tốn một chút. Nói cũng đúng, phí độ không có lựa chọn nào khác, đành phải khô khắc tán đồng với câu tự sướng của hắn. Ý là hiện tại em có thể làm việc riêng, dừng xe ở đường Hôn Anh đúng không? Không được, đang làm chính sự đó. Đội trưởng Lạc chính trực công tư phân minh. Hơn nữa tôi biết trong lòng em nghĩ gì. Sư huynh của em có thể là một tên thiểu năng, chỉ là vừa rồi nể tình tôi đẹp trai nên không nói thẳng mà thôi. Phí độ nể tình bát mì trời chập tối, thật sự không muốn nói móc hắn, nhưng mà trừ cái này ra thì chẳng còn gì đáng nói, chỉ đành ngậm miệng. Thực ra là do trong phòng thẩm vấn nghe em hỏi Chu Hoài Cẩn, Lạc Văn Chu nói, em trai gã gặp chuyện không may. Chu Hoài Cẩn không chấp vấn Đồng Hiểu Tình tại sao làm như vậy. Lúc ấy em liền suy đoán ra, Chu Hoài Cần có thể mơ hồ biết chuyện gì đó về Đồng Hiểu Tình, nhưng chuyện này nhất định là sau khi gã bị kích thích mới nhớ tới, nếu không ngay từ đầu sẽ không mạo hiểm thả cô ta tới gần.
Hồ Chấn Vũ là người của Chu Hoài Cẩn, Chu Hoài Tín là em trai cưng của gã, Dương Ba là đối tượng gần đây hắn theo dõi tính kế. Nếu sự việc này có liên quan tới ba người họ, phản ứng của gã không nên chậm như vậy mới đúng. Phí Đậu gật đầu. Đúng thế, buổi chiều khi em ở bệnh viện cũng nghĩ Đồng Hiểu Tình này liệu có quan hệ với Trịnh Khải Phong hay không. Lạc Quan Chu chú tâm vào việc công nói. Nếu em cùng một ruột với Trịnh Khải Phong, không thể có chuyện không biết gì về lão. Với trí thông minh của em, nhất định có thể đại khái suy đoán ra Chu Hoài Cẩn muốn nói gì trước cả khi gã mở miệng. Trịnh Khải Phong không thể nào mãi đến lúc này mới nhận được thông báo. Lý do này nghe có vẻ đầy đủ lý lẽ. Phí Đậu không đủ dị nghị tiếp thu. Phí Đậu không chút dị nghị tiếp thu. Lúc này lão mới chạy, đúng là có chút chậm thật. Lạc Văn Trung lại thở dài. Phí Đậu, nếu tôi nói không có lý do, cũng không có logic, chỉ có một câu, tôi tin em sẽ như thế nào? Phí Đậu sửng sốt, tiếp đó, mắt cậu lập tức cong lên rào hoạt, cố ý nhỏ giọng nói. Em sẽ vô cùng cảm động, hẳn không thể quỳ một gối xuống dưới chân anh. Bớt nhảm mẹ nó đi. Lạc Quan Chu dựa vào đằng sau. Em sẽ chỉ cảm thấy tôi quá đơn thuần, hoặc là nói dối không chớp mắt. Phí Đậu cười cười lại không phản bác. Em còn nhớ Vương Tú Quyên không? Chính là mẹ của Hà Trung Nghĩa. Nếu như bà ấy ngồi ở đây, cho dù em có cầm dao giơ lên ngực bà ấy cũng sẽ không cảm thấy em muốn giết mình. Em cảm thấy niềm tin của bà dành cho em cũng là quá đơn thuần sao? Phí Đậu tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Nghị luận về trí thông minh của một phụ nữ có tuổi sau lưng người ta là bất lịch sự đó. Hơn nữa, bèo nước gặp nhau, bà ấy đâu có hiểu em. Tôi quen biết em hơn 7 năm, coi như tôi hiểu em đi. Lạc Văn Chu nói, tôi cũng chọn tin tưởng em. Đương nhiên, nếu có một ngày em phụ tôi sẽ rất đau lòng. Đau lòng thì có thể sẽ không yêu em nữa. Phí Độ đáng nhẽ phải trả bằng nụ cười trêu đùa, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có một thứ gì đó vô hình đang dâng trào lên, nghẹn ở lồng ngực, khiến cậu nhất thời bí tử. Cũng may, Lạc Văn Chu lập tức chuyển đề tài. Đúng rồi, vừa rồi tôi phân công nhiệm vụ cho tất cả mọi người, chỉ duy có hai ta là chưa nói phải đi làm gì. Sao em giống như hiểu biết thế? Anh kêu họ bắt người, lục soát, trích xuất camera, điều tra chứng cứ, sai khiến mọi người xoay vòng vòng. Chỉ duy đệ tử của Trịnh Khải Phong là Dương Ba thì chưa nhắc tới, giống như quên mất anh ta vậy. Thực ra là không muốn đánh rắn động cỏ có đúng không? Phí Độ nói, cách khách sạn Dương Ba nghỉ còn 3 cây số nữa, sắp đến rồi. Lạc Văn Chu cảm giác ở cùng người như Phí Độ thời gian dài, bản thân cũng trở nên người nhác mất rồi. Không biết có bao nhiêu lời tiết kiệm được, hắn dừng một chút, nói tiếp. Kỳ thực trước khi Đồng Hiểu Tình chết, còn nói với tôi một câu. Chiếc SUV xa hoa giống như con quái vật màu đen, xuyên qua màn đêm. Phí Độ nắm dây cương điều khiển con thú, đồng tử hơi chuyển hướng Lạc Văn Chu. Cô ta nói Đồng Càn không phải vô tội, là một trong những người đó. Lạc Văn Chu mới nói tới đây. Ánh mắt vô đưỡng ngờ của Phí Đậu lập tức mở to vài phần. Em cũng nghe ra nó không đúng phải không? Tôi liền nghĩ xem những người đó là để chỉ ai. Lạc Văn Chu nhẹ nhàng nói, nhất định không phải nói hội Chu Hoài Cẩn. Nếu tựa như Chu Hoài Cẩn nói, Đồng Hiểu Tình cho rằng trong số họ có người lợi dụng thù hận của Đồng Càn, dụ dỗ ông ta lấy mạng đổi mạng mà chế ra tai nạn xe của Chu Tuấn Mậu. Trong mắt cô, tuyệt đối không nhận định Đồng Càn thuộc những người đó. Ý anh là, có một đoàn xe sát thủ chuyên môn ngụy trang sự cố để giết người. Phí Độ nhẹ nhàng nói, thậm chí thời điểm tất yếu còn hy sinh bản thân giống như ném bom liều chết. Có chút khó mà tưởng tượng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể giải thích một số việc. Chuyện này trước đó tôi chưa nói, bởi vì lúc ấy không hiểu được Đồng Hiểu Tình có ý gì, sợ làm nhiễu loạn phán đoán của mọi người. Em cười cái gì? Phí Độ dẫm mạnh chân ga, may là chiếc xe của cậu vô cùng kiên cố. Bản bộ thân xe cũng chỉ giật giật một cái. Đúng thật, như vậy thì thông suốt rồi. Cẩn thận một chút, Lạc Văn Chu nắm tay vịn ở bên cạnh. Bạn trẻ này, xe rung không phải là rung kiểu này đâu. Cái gì thông suốt cơ? Em kêu vài người bạn ngầm điều tra Dương Ba. Cha chết mười mấy năm trước, uống rượu lái xe đâm vào xe người khác, song phương đều tử vong tại chỗ. Lạc Văn Chu phút chốc cùi thẳng,